Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái kính mắt đổi màu nhá. Con này thì có hộp biếc đàng hoàng, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng, giá sẽ là 150.000 nhá, 150.000 cho một con kính mắt đổi màu như này các bác này. Đó. Khi các bác đeo vào thì nó sẽ đổi màu phù hợp với ánh sáng các bác nhá. Đấy, phù hợp ánh sáng này. Đấy thì các bác dùng rất là thích luôn. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng rồi. Đấy, khung gọng bằng thép cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Lên xem là kính đổi màu nhá. Các bác đi dày nắng, dày mưa đều ok hết nhá. Dày nắng, dày mưa, dày dâm đều ok hết, rất là đẹp luôn. Thì các bác có thể dùng để mình gọi là đi ban ngày, ban đêm đều ok hết. Giá thì sẽ là 150.000. Đây mã giúp cho em đó là kính đổi màu nhá. Có hộp hiếc đàng hoàng luôn, hộp hiếc các thứ chống sức đàng hoàng cho các bác luôn. Đấy, mình bỏ vào hộp này mình dùng cho nó tiện này. Lên xem là kính đổi màu, có hộp hiếc đàng hoàng, hàng của Nhật nhé. Kính đổi màu 150.000. Kính đổi màu này. Kính đổi màu nhá. Lên xem là kính đổi màu. Giá sẽ là 150k nhá, 150.000. Giá thanh lý cho các bác chỉ còn 100k nhá, 100k cho con kính đổi màu như này. Đấy, 150.000 gạch đi, giá chỉ còn 100k thôi, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đuôi hai đầu xoáy trực tiếp này. Đấy, nôm na là về nhà các bác chỉ cần là xoáy quả bóng điện cũ ra, xoáy vào cái đuôi mới cho em và xoáy cái đuôi này vào cái đuôi mới này. Và cái đuôi cũ của các bác ấy là mình dùng được thôi. Nó sẽ có cảm biến chuyển động, có người đi đến thì nó sẽ sáng và người đi qua nó tắt nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đuôi trực tiếp. Đuôi hai đầu xoáy trực tiếp này, đuôi hai đầu xoáy trực tiếp nhá. Xoáy trực tiếp giá sẽ là 60k nhá. 60.000. Đó 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái bình tông 2 lít nhá. Đấy. Đây nó sẽ làm con bình tông 2 lít như này. Hàng inox 304. Đấy, hàng inox 304, hàng của Nga Ngố nhá. Hàng của Nga Ngố. Hàng của Nga Ngố rất ngon lành cho bác luôn. Đây, CCCP này. Hàng của Nga Ngố và có cho các bác là một cái bao da đeo như này, rất đẹp, rất lịch sự luôn. Giá sẽ là 130k. Lên theo là bình tông 2 lít nhá. Bình tông 2 lít này. 2 lít 130.000 nhá, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái nhẫn đồng hồ nhá. Đấy. Đây nó sẽ là một con nhẫn đồng hồ như này, rất là đẹp các bác này. Đấy. Đây các bác này. Đấy. Một con nhẫn đồng hồ như này các bác này. Đấy, đeo vào tay cho em này. Đó. Vừa làm nhẫn vừa làm đồng hồ luôn, rất đẹp, rất lịch sự nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là nhẫn đồng hồ. Giá của nó sẽ là đi nhẫn đồng hồ 50 à? Nhẫn đồng hồ giá chỉ có 35k thôi nhá. Nhẫn đồng hồ này. Lên cho em là nhẫn đồng hồ. Giá sẽ là 35k. 35.000 cho một chiếc nhẫn đồng hồ nhá. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp lưỡi câu nhá. Hộp lưỡi câu. Một hộp này thì nó sẽ là khoảng từ 70 đến 100 chiếc nhá. Và đủ kích thước, đủ mẫu cho các bác luôn. Đây. Đấy. Một hộp này thì sẽ là từ 70 đến 100 chiếc, đủ mẫu, đủ kích thước, tha hồ các bác sử dụng luôn. Giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ có 20 cành thôi. 20 cành cho một vỉ lưỡi câu như này nhá. 20k. Lên cho em là vỉ lưỡi câu. Giá sẽ là 20.000 cho một vỉ một hộp như này. Hộp lưỡi câu, giá sẽ là 20.000. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. 20.000 cho một hộp lưỡi câu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ly đồng nhá. Đây, đây nó sẽ là một cái ly đồng như này. Đấy, ly đồng như này nhá. Nó rất đẹp các bác này. Đấy. Một cái ly đồng rất là đẹp luôn. Và giá thanh lý cho các bác 40k cho một con ly đồng như này nhá. 40.000 cho một cái ly đồng như này. Đấy, 40.000 cho một ly đồng như này. Đấy, rất đẹp các bác này. 40.000 một chiếc. Lên cho em là ly đồng. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 5 cm, miệng của nó thì vào khoảng là 2,5 cm nhá. Rất đẹp, các bác có thể dùng để mình tiếp khách này. Đấy, chè chén hoặc là các bác dùng để mình cúng lễ cũng rất là ok nhá, ly đồng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đây nó sẽ là một cái nồi chiên ngập dầu nhá. Đây sẽ là một cái nồi chiên ngập dầu, hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật đây. Đây, nồi chiên ngập dầu hàng của Nhật, đường kính của nó là 20 cm. Hàng của Nhật đường kính 20 cm các bác này. Đó. Một con nồi chiên ngập dầu như này. Giá bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một cái nồi chiên ngập dầu như này nhá. 100k cho cái nồi chiên ngập dầu như này. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. 100.000 cho cái nồi chiên ngập dầu như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đây. Đấy, nó sẽ là một cái bộ ba tô nhá, bộ ba tô như này. Đấy, bộ ba tô. Bao gồm là ba cái tô các bạn. Đấy, ba cái tô như này nhá, bộ ba tô. Hàng inox như này nhá, bộ ba tô.
Hàng khá là to đẹp, dày dẫn chắc chắn cho bác luôn. Ba cái tô như này. Cái bộ ba tô này bao nhiêu đây? Vật mũi. Bộ ba tô như này nhá. Đấy, lên xem là bộ ba tô. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. 90k cho cái bộ ba tô như này nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ ba tô như này. Sản phẩm hàng của thương hiệu Willing của Đức này. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Con bé nhất này thì của nó đường kính của nó sẽ là dung tích của nó là 700ml nhá. Con to này là 1.2L và con to nhất này của nó là gần 2L, 1.8L này. Đấy thì các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn đều ok hết nhá. Đấy, bộ ba tô như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vật mũi đứng nhá. À vật mũi đứng đúng rồi. Đấy. Thì đây nó sẽ là một con vật mũi như này. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Có cả chân đế sạc hẳn hoi nhá. Đấy. Có chân đế sạc về nhà thì các bác muốn sử dụng mà bắt mũi ban đêm thì các bác bật cái đèn này lên cho em này, bật cái đèn hồng này lên. Đó. Sau đó thì các bác cắm cái cục sạc này vào trong ổ điện thoại nhà mình thôi, cắm vào cái củ điện thoại nhà mình là xong. Đó. Đây. Thì nó dùng để vừa để bắt mũi vật mũi các thứ các bác này. Đó, ánh điện rất là mạnh luôn nhá. Đấy. Hàng dày dẫn cứng cáp ngon lành thành đào cho các bác luôn. Đó. Có chế độ bắt mũi tự động này, vừa làm đèn ngủ vừa bắt mũi tự động này. Đấy. Lên mã giúp cho em là vật mũi đứng, giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cái vật mũi đứng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ấm pha trà dung tích là 1L. Con này đang bán bao nhiêu đây? Giá thì chỉ có 100.000 thôi nhá. 100.000 cái ấm pha trà dung tích 1L như này. Có kèm cho các bác là một cái lưới lọc luôn. Đấy, các bác cho trà, cho cà phê, cho các loại hạt vào đây cho em. Xoáy vào. Đó, sau đó thì mình châm nước vào thôi là mình sử dụng thôi. Pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc, pha các loại hạt đều ok hết nhá. Rót thì nhấp vào đây cho em này. Đấy. Lên cho em là ấm pha trà giá sẽ là 100.000 nhá, dung tích 1L. Ấm pha trà giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bóng tròn tích điện nhá. Giá thì sẽ là 80.000 cái bóng tròn tích điện như này. Đấy. Ở đây thì có cả cho các bác là một cái điều khiển luôn, một cái điều khiển như này nhá. Đấy, một điều khiển, một dây cắm sạc, một điều khiển này và một con bóng như này. Đấy. Về nhà thì các bác có thể là sạc pin vào cho em. Con này thì nó sẽ là bị hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy, sạc pin vào cho em là mình dùng thôi. Bóng tròn tích điện giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một em bóng tròn tích điện như này. Đấy. Rất là sáng luôn mà dùng nó rất là tiện. Ở đây con này thì nó đang bị hết điện hết rồi. Thì về nhà các bác sạc vào cho em nhá. Đấy, sạc vào cho em. Đấy, nó hết điện các bác nhá. 80.000 thôi. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ máy qua lên mã giúp cho em đó là máy hút bụi đại nhá. Đấy. Con hút bụi đại này thì khá là nhiều chi tiết luôn, nó rất là to, công suất của nó là khỏe lắm. Và nó sử dụng điện 220V nhá. Đây. Đấy, một cái đầu ống hút như này các bác này, một cái đầu ống hút như này các bác có thể kết nối vào cho em này. Đấy. Một đầu ống hút như này. Và một thân máy khá là to luôn, sử dụng điện 220V. Và công suất của nó thì rất là khỏe luôn các bác. Đây, công tác ở đây các bác này. Đấy. 1000W công suất cực khỏe luôn. Em test cho các bác xem luôn. Đây. Cắm trực tiếp điện 220 cho em nhá. Đây. Cắm điện 220 bật lên này. Đấy, bật lên. Hút này. Hút sâu được các bác này. Đấy, hút rất là mạnh nha. Có công tắc ở đây nha. Đấy, hút rất là mạnh các bác này. Đấy, các bác thấy nó hút khủng khiếp luôn nha. Lên cho em là hút bụi đại nha. Hút bụi đại. Giá thì sẽ là. Con hút bụi đại này bao nhiêu đây? Hút bụi đại này bao nhiêu đây? Rất là nhiều các loại đầu kết nối đầu hút luôn. Lên cho em là hút bụi đại nhá. Giá của nó sẽ là 450.000. 450k cho em hút bụi đại như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái mẫu nước hoa nha. Đầu tiên nó sẽ là nước hoa khách sạn này. Đó. Các bác lên cho em là nước hoa khách sạn, cái này thì rất là thơm. Đấy, lọ của nó thì nó sẽ là một cái lọ như này, dung tích của nó vào khoảng là đi đây. Đấy, một cái lọ nó trong lòng bàn tay này các bác này. Dung tích của nó chắc là vào khoảng là đi 200-300ml gì đấy các bác nhá. Đó, đây. Cái này thì các bác về các bác tháo cái này ra cho nó, cắm cái bấc này vào. Các bác để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ rất là thơm luôn. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác giá là 30k nhá. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn. Giá sẽ là 30k cho một lọ nước hoa khách sạn như này. 30k nhá, 30k một lọ nước hoa khách sạn này.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái nước hoa Dubai nhá. Nước hoa chiết Dubai, hàng của Made in Dubai các bác này. Đấy, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 lọ. Đấy, 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70k nhá. Nước hoa Dubai, giá sẽ là 70k cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 5 lọ nước hoa Dubai như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là nước hoa của thương hiệu Gucci nhá. Nước hoa của thương hiệu Gucci như này. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện, Made in UK các bác này. Đó, Made in UK, hàng của Anh. Con này thì sẽ là 120k một lọ như này nhá, 120.000, giá thanh lý. Tiếp theo thì đến cái nước hoa sáp nhá, nước hoa sáp 30.000 cho một lọ như này. Đấy, một hộp như này. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là đi 4 hộp. 4 hộp nó là hàng sáp. Đấy, nước hoa sáp nó sẽ là hàng sáp. Đây. Đấy, một hộp của nó là có 4 hộp nhỏ này nhá. Đấy, bằng sáp rất là thơm luôn. Đó. Giá này sẽ là 30.000, hàng của Nhật, giá thanh lý cực tốt luôn, 30k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kéo cắt cành hộp đỏ nhá. Đấy. Đây. Nó sẽ là một cái kéo đựng trong một cái hộp đỏ như này. Con này thì các bác dùng để chuyên cắt cây, cắt cành rất là ngon và mượt luôn. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Kéo cành hộp đỏ, giá sẽ là 100 đây. Hàng Made in Japan này. Đó. Đấy, hàng ốp liền thân như này nhá. Đấy, hàng ốp gỗ này, cán liền thân này, chất liệu của nó là thép không gỉ này. Đó. Cắt thì cực kỳ là ngon luôn. Và cái độ vàm này của nó thì rất là rộng nhá, cắt rất là ngon. Giá thì sẽ là 150.000. Lên cho em là kéo cành hộp đỏ, giá sẽ là 150k cho em như này nhá. 150.000 cho em kéo cành hộp đỏ như này. 150k nhá, 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lưỡi cắt sắt inox nhá, lưỡi cắt sắt inox. Một hộp như này thì sẽ là 100 chiếc. Đấy, là 380.000. Mua 100 chiếc là 380.000 nhá. Mua lẻ thì bên em bán là 7.000 một chiếc nhá. 7k một chiếc và bán là từ 5 chiếc trở lên. Đấy, còn mua một vỉ như này thì sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho 25 chiếc. Còn mua 50 cái thì đây là 25 cái này bằng 130.000 này. 50 cái thì sẽ là bằng 230k đó. Và mua 100 cái thì sẽ là 380.000 nhá. 380.000. 100 cái nó sẽ là một hộp nguyên như này. Một hộp nguyên này là 300 cái nhá. Đấy, chất liệu của nó là lưỡi đỏ nhá. Lưỡi đỏ là dòng lưỡi cao cấp nhất rồi. Còn lưỡi thường của nó thì là lưỡi xanh và lưỡi vàng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bơm 2 xi lanh nhá. Hàng Made in Japan này. Đó, Made in Japan, bơm 2 xi lanh, hàng nội địa của Nhật. Dùng cực kỳ là ngon luôn. Bơm khỏe, đầm hơi. Đó, đầy hơi, đẫy hơi. Đấy, cân hơi của nó là 10 cân nhá, 10 cân. Bơm xe máy, bơm ô tô thoải mái. Giá sẽ là 230.000 nhá. 230k cho một con bơm 2T như này. Lên cho em là bơm 2T 230.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khóa đồng Đức nhá. Khóa đồng Đức như này. Đấy, nó màu đồng rất là đẹp luôn. Hàng Made in Germany. Khóa đồng Đức này, rất đẹp cho các bác này. Đó. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. 130k cho một em khóa đồng Đức như này. Hàng chống cắt, chống trộm. Đấy, chống cắt, chống trộm, chống các kiểu chống luôn. Đấy. Rất là đẹp các bác nhá. Đấy, rất đẹp, dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Có 4 chìa và chìa tròn. Chìa tròn như này thì sẽ là chống cắt, chống trộm rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho con khóa Đức như này các bác nhá. Đấy. Khóa đồng Đức 130.000 các bác nhá. 130k cho mấy em khóa đồng Đức như này. Đấy, khóa đồng Đức 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên máy giúp cho em đó là máy xay máy xay cầm tay nhá. Con này thì các bác dùng bằng tay không thôi, không cần phải dùng điện đó mới cả, rất là tiện luôn. À đấy, hàng cắm điện này, quên các bác, nhầm. Các bác cắm điện như này cho em nhá. Đấy, cắm điện như này. Con này thì sẽ là 245.000. Đây, có công tác này, cắm vào, các bác bật lên này. Đấy thì là các bác cứ đưa trực tiếp vào nồi luôn. Đưa trực tiếp vào nồi như này. Đấy là nó sẽ xay cho các bác này. Ví dụ như là xay cháo này, hoặc là xay các cái đồ mà mình muốn làm cho nó nghiền ra thì rất là ngon luôn. Đây, có công tác ở đây nhá. Đấy, có số 1, số 2. Cắm điện vào cho em là nó sẽ xoay này. Đấy, cái lưỡi này nó xoay này. Thì là ví dụ các bác muốn đánh cháo này, hoặc là xay các cái thực phẩm đều ok hết nhá. Giá của nó, con này sử dụng điện 220V. Lên cho em là máy xay cầm tay nhá, giá sẽ là 245.000. Con này thì rất tiện dụng luôn. Máy xay cầm tay.
Thì các bác này, ví dụ như các bác muốn xay các loại thực phẩm này, hoa quả này, chỉ đưa vào cái là nó nghiền cho các bác ra luôn. Đó, rất là ngon nhá, tiện luôn, có thể ăn luôn, không cần phải dùng máy miếc các thứ cối kiếc phiền phức. Tiếp theo thì bên shop về cho con này thì lên theo là máy xay cầm tay 245.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bàn chải điện nhá. Con này giá thanh lý chỉ có 50.000 một chiếc thôi. Lên theo là bàn chải điện 50k cho một chiếc như này. Đây nó sẽ là một cái đầu bàn chải rất là ngon như này các bác. Đấy. Sau đó thì về nhà các bác lắp thêm vào, có cho các bác là kèm thêm 4 đầu bàn chải luôn, 4 đầu bàn chải như này. Đây lắp theo cái lẫy này, lắp sập vào này. Đấy. Lắp vào đây chị em. Đây. Các bác ấn nó sập lẫy vào nhá. Đấy nó có cái lẫy đây, các bác lắp cho nó sập lẫy vào này. Đấy, các bác lắp nó sập lẫy vào cho em. Sau đó thì mình sử dụng này. Đó, bật lên này. Đầu bàn chải nó rung này. Đó, nó rung như này. Cái này tần suất rung của nó rất là lớn luôn. Đấy các bác này. Đó, thấy không? Đấy, nó rung đấy, các bác này. Đó, thì giúp cho các bác là nó có các chế độ rung này, giúp cho các bác là vệ sinh răng lợi, rồi nói chung là đa di năng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 50 cành thôi. 50 cành nhá. Lên theo là bàn chải điện, giá sẽ là 50k. 50k cho cái bàn chải điện như này nhá, 50k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là Kia máy đồng hồ nhá. Đấy. Bộ sản phẩm thì sẽ là combo cho các bác là cả máy cả kim. Combo đầy đủ cho bác luôn, combo đây. Đấy, giá sẽ là 40.000 cho một bộ sản phẩm như này, combo cả máy cả kim luôn. Đó đây. Đây là kim của nó này. Kim này và máy bên trong đây. Về nhà các bác chỉ cần lắp đặt vào thôi. Máy đồng hồ thay cho những cái đồng hồ cũ bị hỏng máy, 40k nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thước móc khóa nhá. Đấy, thước móc khóa như này. Con này thì nó sẽ là 2m, rất là tiện luôn, các bác có thể treo vào móc khóa này, làm thợ làm nghề này, rất là tiện nhá. Đấy, rất là tiện luôn các bác này. Đấy, qua theo. Đó. Rất là ngon nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Hàng của Nhật này, 50.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cước câu nhá. Bao nhiêu một quận này anh nhỉ? Đây. Cước câu nhá. Hàng này nó sẽ là cái hàng 4 ly, là hàng phổ thông, để cho các bác câu các cái loại cá đều ok hết nhá. Giá sẽ là 30.000 cho một quận cước câu như này nhá. Một quận này nó vào khoảng là 100m. Tha hồ thoải mái cho bác câu luôn. Hàng của Nhật các bác yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là cước câu. Đấy, hàng của thương hiệu Shimano của Nhật nhá. Shimano của Nhật này. Đấy. Rất chất lượng cho bác luôn, Japan này. Đấy. Giá của nó sẽ là 30k cho một quận như này nhá. 30k cho một quận cước câu như này. Lên cho em là cước câu 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, đây nó sẽ là cái bàn là hơi nước mini như này. Con này rất là nhỏ gọn luôn. Đó. Điện 220 có điều chỉnh này. Đấy, có cái phần thì các bác châm nước vào đây. Đấy, đây cái nắp này, cái quai này để các bác châm nước vào cho em này. Đấy. Đây, các bác tháo vào đầu này ra, châm nước vào đây. Đấy, cho nước vào đây. Đấy, nói chung là bàn là hơi nước xịn sò ngon lành. Thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho con bàn là hơi nước mini như này. Bàn là hơi nước mini, giá sẽ là 130k nhá. 130k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn là cây nhá. Bàn là cây. Đấy, thì con này cũng có hơi nước luôn. Và các bác dùng để mình là quần áo các thứ rất là ok. Công suất của nó là 150W, xoay 360 độ luôn. Đó, rất là ngon. Hàng dày dặn chắc chắn, hàng của Nhật. Con này thì giá của nó sẽ là đi bàn là cây thì bao nhiêu Phương? Hả? Lên đi là bàn là đứng nhá, 370.000. Đó, đây. Rất xịn sò con bò luôn các bác này. Đó. Bàn là đứng 370.000. Nó sẽ là bằng cơ chế là hơi nước nó sẽ ra và giúp cho quần áo của các bác phẳng đẹp. Và con này ưu điểm của nó thì nó sẽ là chống cháy quần áo rất là tốt luôn. Đấy, các bác chỉ cần vuốt này là phẳng luôn. Lên cho em là bàn là đứng nhá. Đấy, bàn là đứng như này dùng thì rất là an toàn. Đấy, giá sẽ là 370.000. 370.000 bên em bao ship lên tận nhà cho các bác luôn. 370k cho con bàn là cây như này. Bao ship lên tận nhà cho các bác luôn. Đó. Lên cho em là bàn là cây nhá. Bàn là cây hoặc bàn là đứng. Giá sẽ là 370.000. 370k. Đó, rồi ok. Hello các bác xem kênh, đừng quên cho em xin một nút like nhá, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái ổ điện 3 tầng này.
Đây, con ổ điện 3 tầng như này có chân cắm USB nhá, có 1 2 3 chân cắm USB. Dây dài thì khoảng trên 1 mét này, có chân cắm USB. Đấy, và tổng của nó là mỗi tầng này là có 4 ổ, có công tắc đóng ngắt nhá. Một con ổ 3 tầng như này thì các bác dùng rất là đã luôn. Các bác để đầu những cái khu nào mà mình cần phải cắm thiết bị nhiều thì mình dùng con này chứ, rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 100 cái ổ 3 tầng này bao nhiêu Phương? 150.000 nhá, 150k cho một con ổ 3 tầng như này, 150.000. Có 3 chân USB này, 3 chân USB, có công tắc đóng ngắt này, có cầu dao an toàn luôn. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện, 150.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá, cân sức khỏe. Giá của nó sẽ là 130.000 cho một con cân sức khỏe như này. 130k, có kèm cả pin biếc đầy đủ cho bác luôn. Kèm pin, kèm thước đo đầy đủ cho bác một con cân như này. Các bác dùng để mình cân thì rất là tiện, lắp vào là mình cân thôi. Lắp vào là mình cân nhá. Cân này thì mặt cân của nó là kính cường lực này. Mặt cân kính cường lực, các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, số điện tử mặt cân kính cường lực có báo nhiệt độ cho bác luôn. Đó, mặt cân kính cường lực. Con này cân được tới là 190kg, 188kg. Các bác cứ để trong để đầu nhà để mình trong góc nhà để mình đo đạc rồi cân đo sức khỏe các bác nhá. Cân sức khỏe. Giá sẽ là 130.000. Lên cho là cân sức khỏe 130k nhá. 130k cân sức khỏe này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chắn bếp ga nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một con chắn bếp ga như này. 25k. Các bác dùng thì mình chắn bếp ga này, 25k. Đó, chắn gió bếp ga thì mình dùng để mình đặt vào cái bếp ga nhà mình chắn cho gió bão nó khỏi bị gió, gọi là gió quạt mình đun, hoặc quạt hoặc gió ngoài tự nhiên nó sẽ tạt, nó mất ga đi và các bác đun nó sẽ không được giữ được nhiệt. 25.000 nhá. 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xịt. Cái chai này là để các bác xịt khởi động lại động cơ bị ấy nhá. Đấy, xịt RP7 này, RP7. Xịt RP7 giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho chai xịt RP7 như này. Đấy. Làm cho động cơ của các bác bị chống bị han gì các thứ, là khởi động lại động cơ này, ốc vít các thứ này. Đấy, rất là tiện luôn. Bác này sửa chữa này. Hàng của Haboshi của Nhật nhá, Haboshi của Nhật. Đó, 50.000 cho chai xịt RP7 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ ba trà lưng, giá sẽ là 30.000 nhá. 30.000 thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đây, thì bác nhận được hàng là trong túi như này. Đấy, trong túi như này nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái dây này. Cái này là cái dây để các bác tắm thì lúc các bác kỳ thì mình kỳ lưng này, lưng rồi nói chung là chân tay đều được hết, mình cầm mình kỳ. Đấy, tiếp theo là một cái bông tắm như này, một cái bông tắm như này. Đó, bông tắm thì các bác đeo vào tay này cho em để mình tắm này. Đấy, tiếp theo là một cái cọ như này. Cái cọ này thì các bác đeo vào tay này cho em này. Đấy, đây, các bác có thể đeo vào tay như này. Đeo vào tay như này để mình đây, đeo vào tay như này. Đấy, đeo vào tay này mình kỳ này. Đấy, nó rất là tiện nhá. Đây, nó có cái này. Các bác đeo vào mình kỳ này. Đấy, kỳ này thì nó sẽ rất là sạch này. Đấy, sạch vệ sinh mà rất là thích luôn. Đó, thì nó sẽ có cho các bác là hai mặt như này. Các bác có thể đeo tay vào như này. Đeo tay này mình kỳ cọ thế nhá. Đấy, khi mình tắm thì mình kỳ cọ rất là thích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30.000 nhá. Bộ ba trà lưng, giá của nó sẽ là 30.000 cho một cái bộ ba trà lưng như này nhá. 30.000 cho bộ ba trà lưng như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái máy đánh trứng, giá sẽ là 80.000 nhá. Con này thì nó sẽ là một con máy chạy bằng pin như này. Đấy, một con máy chạy bằng pin này. Đấy, chạy bằng pin và nó sẽ có hai đầu như này, một đầu gọng vó và một đầu lò xo như này. Đấy, các bác đưa vào đánh trứng, đánh cà phê, buổi sáng các bác pha cà phê đưa con này vào đánh rất là ngon luôn nhá. Máy đánh trứng đánh cà phê, giá thì sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho con máy đánh trứng đánh cà phê như này, rất là tiện luôn, dùng rất là ngon. Máy đánh trứng đánh cà phê rất là ngon luôn nhá. 80k cho con máy đánh trứng đánh cà phê như này. Đó, còn đây là cái bông để các bác khi mình tắm thì mình kỳ đây. Đấy, đeo vào này cho em này. Đấy, kỳ rất là sạch luôn. Đó, đây. Đấy, rất là tiện ích nhá. Giá thì sẽ là 30.000 cho một cái bộ combo như này. Combo này, bộ ba trà lưng nhá. Bộ ba trà lưng, giá sẽ là 30.000. Rồi, ok. Hello các bác nhé, hôm nay thì bên shop lại về một số cái mã dây cáp sạc, thì em lại lên video gửi tới các bác này. Đấy. Dây cáp sạc thì hiện tại bây giờ em đang có tổng là 4 mẫu nhá. Tổng là 4 mẫu như này để gửi tới các bác này. Đó, 4 mẫu dây cáp sạc luôn. Đó. Thì đầu tiên nó sẽ là cái dây sạc gầy như này. Con sạc gầy này thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho cái đầu dây sạc gầy như này. Cái này thì nó sẽ là 1 2 3 đầu sạc này. 3 đầu sạc, một chân đầu USB như này. Đó. Thì đây là cái dây thứ nhất nhá. Dây thứ nhất con này sẽ là 30.000. Đó. Tiếp theo là một cái dây sạc mà nó là có tới 4 đầu sạc luôn, và cái đầu này của nó bằng thép này. Đây. Đấy, đầu tiên của nó sẽ là đầu sạc iPhone này. Khi các bác dở ra thì nó sẽ là hai đầu sạc Type C. Thì các bác dùng cho Type C cũng được.
Nó là dây của nó sẽ là dây chống rối như này. Dây chống rối này dùng rất là thích luôn. Nói chung là con này là đa di năng luôn, nó là một trong bốn luôn. Mà nó là sạc nhanh này, 27W Max Pro luôn. Đó, đây. Thì con này thì cực VIP rồi. Đó. Con này thì sẽ là 35.000 nhá. 35.000 cho cái các bác lên cho em là dây sạc 4 đầu. Con này thì đúng là nó có 4 đầu thật. 1 2 3 4, hai đầu Type C, một đầu iPhone và một đầu USB như này. Dây sạc 4 đầu, giá sẽ là 35.000 nhá, 35.000. Tiếp theo thì em có các bác một cái dây sạc 100W. Con này thì nó có một cái cục nguồn ở đây để tự ngắt nhá. Dây sạc tự ngắt giá của nó sẽ là 40.000 nhá. Đấy. Dây sạc tự ngắt nó sẽ có hai đầu như này. 1 2 3 đầu, nó cũng 3 đầu nhá. Giá sẽ là 40.000. 40.000 các bác nhá. Đó, tự ngắt thế này. Tiếp theo thì em sẽ có cho các bác một cái mẫu dây sạc nữa, đó là cái dây sạc béo nhá. Nó cũng 3 đầu. Đấy, cũng 3 đầu như này và một đầu cắm cũng bằng thép hết nhá, bằng thép hết có đèn báo. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000. Đó, thì em bên em đang có là loại 30, 35, 40 và 50. Đấy. Cái dây đỏ này, dây đỏ là sạc gầy này. Đấy, thì có hai loại sạc gầy và sạc béo. Sạc gầy là 30, sạc béo là 50 này. Đó, đều là 3 đầu này. Tiếp theo là một cái sạc tự ngắt này. Cái này nó sẽ là sạc tự ngắt thì sẽ là 40.000. Đấy, sạc tự ngắt là 40.000. Ngoài ra thì nó sẽ có một con dây sạc đa năng 4 đầu nữa. Dây sạc đa năng 4 đầu thì con này sẽ là 35.000. Đấy, 35, 40. Con này là 30 này, một con 35 này, một con 40 và một con 50. Đó, có 4 cái dây sạc tất cả nhá. Bên em hiện tại là đang có 4 cái dây sạc như này. Tiếp theo thì một cái mẫu củ sạc nhanh của thương hiệu, dây sạc nhanh của thương hiệu iPhone. Đấy. Dây sạc nhanh, đấy. Đây, bao gồm cả dây cả củ như này, giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi, 55.000 nhá. Đó, 55.000. Một củ và một dây. Đấy, lên cho em là dây sạc nhanh iPhone 55.000. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái củ sạc đa năng. Cái này thì nó chỉ có củ không thôi. Đấy, chỉ có củ không thôi thì bắt buộc các bác phải mua một trong bốn cái dây này thì mình mới cắm điện thoại được. Đó. Thì các bác có thể là mua dây béo, dây gầy hoặc là cái dây đa năng này cũng được. Các bác có thể mua con dây đa năng này cũng được. Cắm ở đây cho em này. Đấy. Mua con dây đa năng này cắm ở đây cho em. Thì giá con này sẽ là 65.000 và cộng một cái dây này 35.000 nữa, chẳng hạn thế. Thì ví dụ các bác có con này rồi mà các bác có điện thoại iPhone thì cắm cái này. Mà điện thoại Samsung thì lại rút ra cắm cái này. Rất là tiện luôn. Đấy. Rất tiện nhá. Thì con này các bác lên cho em là củ sạc điện thoại, tức là cái này nó chỉ có củ thôi, không có dây nhá. Củ sạc đa năng, giá sẽ là 65.000. 65.000 cho con củ. Giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho con củ sạc đa năng như này. Lên cho em là củ sạc đa năng, giá sẽ là 80k nhá. Đấy, con này giá sẽ là 80.000 các bác này. Đấy, em vừa nãy nói nhầm là 65.000, con này là 80.000. Rồi ok. Hello, chào các bác nhá. Các bác xem kênh thì yêu quý em thì cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái ổ điện 3 tầng nhá. 1 2 3 này. 3 tầng và nó sẽ có cho các bác là 4 mặt. 4 mặt, mỗi mặt thì đều có công tắc như này. Đấy. Thì con này vị trí của nó sẽ có là 3 ổ USB, 3 công tắc đóng ngắt và mỗi tầng này thì nó sẽ là một công tắc độc lập như này. Dòng anh cái dây điện. Mỗi tầng một công tắc độc lập nhá, và con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 3 4 12 ổ cắm luôn. Nó sẽ có 12 ổ cắm bằng nguyên cái dây này của nó thì nó sẽ dài là 2 mét rồi. Dây này là dài 2 mét nhá. Dây to dài 2 mét. Có cho các bác là 3 ổ cắm luôn các bác nhá. 3 ổ cắm một tầng, tổng nó có 12 ổ cắm. Có đèn báo nhá. Đấy, công tắc đóng ngắt có đèn báo và có cả chân USB như này. Con này thì nói chung là dùng thì bao ngon luôn, bao ngon, bao chuẩn luôn các bác nhá. Đấy. Ở đây sẽ có cho các bác là 1 2 3 này, 4 5 6 này. Tổng nó sẽ có là 12 ổ cắm này, 3 chân USB. Có công tắc đóng ngắt của từng ổ một. Đấy, có quai sách như này, rất là tiện luôn. Đấy, có công tắc đóng ngắt cả bên USB. Dây thì dây lõi to khá là dài nhá. Dây lõi to, dài tầm khoảng 2 mét. Con này thoải mái sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ổ điện 3 tầng nhá. Ổ điện 3 tầng. Giá thì sẽ là công suất của nó là 2500W này, ổ điện 3 tầng. Ổ điện 3 tầng nhá. Ổ điện 3 tầng, giá của nó sẽ là 150k. 150.000 cho con ổ điện 3 tầng như này. 150.000 các bác nhá. Đó, hàng rất chất lượng, giá hợp lý luôn. 150k cho con ổ điện 3 tầng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dòng điện thoại này. Đầu tiên thì nó sẽ là con điện thoại Nokia 1 SIM.
Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 cho con điện thoại một sim như này các bác nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 160k một em. Đó. Con này là con một sim. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác là con 2 sim, cầm cho anh cả con 3 sim, 4 sim này. Thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác đó là cái mã điện thoại một sim nhá. Một sim sẽ là 160.000, hàng của thương hiệu Nokia này. Đấy, điện thoại một sim. Con này thì nhỏ gọn tiện ích. Các bác có thể dùng pin của nó thì cũng khá là trâu luôn. Các bác có thể dùng để mình điện thoại thì sẽ đầy đủ cho các bác là một điện thoại và một cục sạc và một pin nhá. Một điện thoại, một sạc, một pin như này. Đấy, hàng của thương hiệu Nokia. Đây, Nokia. Bàn phím nổi, dễ sử dụng. Con này thì giá của nó sẽ là 160.000 nhá. Lên theo là điện thoại một sim 160.000 này. Một sim 160.000. Tiếp theo là con 2 sim. 2 sim thì sẽ là 230.000 nhá. 230.000 cho con điện thoại 2 sim như này. Con này thì cũng dùng rất là ngon luôn. Đấy, cũng đầy đủ pin, điện thoại và cáp sạc cho các bác luôn. Con này thì sẽ là 2 sim. Đây. Đấy. 2 sim này các bác này. Đó, các bác lắp pin lắp tiếp vào cho em nhá, 2 khai sim nhá. Rất là ngon luôn. Con này thì sẽ là 230.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 2 sim này. Điện thoại 2 sim 230.000. Tiếp theo là em có về cho các bác cái con điện thoại 3 sim nhá. Con 3 sim này thì sẽ là 260.000 và bên em cũng bao ship luôn. Đó, 3 sim. Con này thì to đẹp hơn, chất lượng hơn. Đấy, các bác mua con 2 sim 230 thì thêm lên một tí nữa. Đấy, thêm lên 30.000 nữa. Đấy, dùng con này cho em. Rất chất luôn. Pin của nó có thể liên tục cho em là từ 7 đến 10 ngày nhá. Đấy, dung lượng pin của nó là 2500 mAh, sử dụng liên tục từ 7 đến 10 ngày. Và có 3 sim luôn. Đây, 3 khay sim, 1 khay thẻ nhớ nhá. 3 khay sim, 1 khay thẻ nhớ. Đầy đủ các cái linh kiện như này, bảo hành cho bác yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là điện thoại 3 sim. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 nhá. Đấy. Con 2 sim đây là 230 rồi, mà con 3 sim có 260 thôi. Thì các bác cân nhắc mua con nào cho hợp lý nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mài ba khe đỏ nhá. Hàng của thương hiệu Katashiwa, Made in Japan này. Lên cho em là mài ba khe đỏ, giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 cho con mài ba khe đỏ như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là mài thô, mài mịn, mài bén này. Đấy, sẽ có ba cái mài như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bàn chải tay nhá. Bàn chải tay. Con này thì giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k trong chiếc bàn chải tay như này. Con này thì rất là tiện luôn. Các bác dùng để mình đánh rửa chân tay này, kỳ cọ này, rồi là vệ sinh nền sàn nhà, rồi nói chung là giặt quần giặt áo đều ok hết. 15k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đuôi cảm biến hai đầu nhá. Đuôi cảm biến hai đầu như này. Con này thì dùng rất là tiện luôn. Các bác xoáy vào một cái đuôi cũ này. Đây, ở nhà các bác có cái đuôi cũ thì các bác xoáy vào cho em, sau đó thì các bác xoáy quả bóng vào. Đấy, xoáy quả bóng vào. Đấy, nó sẽ là dòng cảm biến. Có người đi đến thì nó sẽ tự sáng và người đi qua nó sẽ tự tắt nhá. Rất tiện luôn, về không phải đấu nối gì cả, chỉ xoáy vào cái đuôi cũ của các bác là xong. Lên mã giúp cho em đó là đuôi cảm biến hai đầu nhá. Đuôi hai đầu này. Đuôi hai đầu. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000 thôi. 60.000 cho cái đuôi hai đầu như này, rất tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan tháp này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái hộp 5 mũi khoan tháp như này. Thì con này cũng rất là tiện luôn. Đó. Kèm cây lấy dấu nhá. Thép của nó là thép gió phủ titan. Đấy, và kèm cây lấy dấu luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác chỉ có 180.000 cho một cái hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu như này thôi. Đấy, có sẵn cho các bác một cây lấy dấu như này luôn. Rất là tiện. 180k nhá, đây các bác này. Đấy, lấy dấu rất là ngon luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chổi lông phớt trần. Con này thì kéo dài được khoảng là 2m7, 2m8 gì đấy nhá. Thì các bác có thể kéo dài ra để mình phớt trần rồi lau các cái vị trí khác cũng rất là ok. Đấy, trên trần, trên nhiếc, nói chung là con này nó sẽ là một cái dòng rất là đa di năng cho các bác luôn. Đây. Đấy, chiều dài của nó thì rất là nhỏ xinh nha các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái dạng lông là lông tĩnh điện nhá. Lông tĩnh điện như này. Đây. Đấy, có thể là các bác có thể là gấp gấp như này được này. Đấy. Và các bác có thể xoáy vào đây này, xoáy vào đây cho em. Đấy. Sau đó thì mình kéo dài ra. Con này thì nó sẽ kéo dài ra là được khoảng là đi đây. Đấy. Kéo dài ra được khoảng là 2m8, 2m8 này các bác này. Đấy, khá là dài luôn. Thì các bác có thể dùng để mình phớt trần rồi bụi rồi màng nhện màng nhiếc rất là ok nhá. Lên cho em là chổi lông phớt trần nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là đi mình gấp vào thì rất là gọn. Giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. 55k cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này nhá.
55.000, giá cực hạt rẻ cho các bác luôn, 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái táo khô của Nhật nhá, táo khô của Nhật thế này. Đây. Hạt to đều đẹp, quả to đều đẹp thế này. Đấy. Giá thì chỉ có 70k thôi, 70k cho một bịch táo khô như này. Thì các bác có thể dùng để mình ngâm rượu này. Đấy, ngâm rượu rồi ngâm thuốc này rồi hãm nước uống trực tiếp cũng rất là ok nhá, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái hắc lào Long Ben nhá, hắc lào Long Ben các bác này. Đấy, hắc lào Long Ben như này. Giá thì chỉ có 25.000 thôi. Hắc lào Long Ben nấm ngứa các bác dùng con này chị em, cực kỳ là nhạy luôn, 25.000 nhá. 25.000 cho một tiếp như này. Hắc lào Long Ben nấm ngứa 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái ép tỏi này. Đấy, ép tỏi như này. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. 130.000. Giá giảm cho các bác còn 110.000 cho một con ép tỏi như này nhá. 110.000 cho một con ép tỏi như này. Đấy, hôm nay về cho các bác giá chỉ còn 100k thôi. 100k cho một con ép tỏi như này nhá. Đấy, ép tỏi, các bác cho tỏi cho các cái loại hành này, hành tỏi rồi các cái loại gừng giết cho vào đây ép cho em. Inox 304 Nguyên Linh của Đức, ép cực kỳ là ngon luôn. Đấy, ép cái này nó ra nước dùng nó rất là thích nhá. Lên mã giúp cho em là ép tỏi nhá. Giá chỉ còn 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là các bác lên mã giúp cho em, đó là cái lên cho em là cái bình xịt nhớt nhá. Giá thì chỉ còn cho các bác là 40.000 trong con bình xịt nhớt này thôi. 35.000 nhá, giá cực tốt luôn. 35k cho một con bình xịt nhớt này. Đấy. Đây các bác này. Đấy. Các bác dùng để mình xịt dầu xịt nhớt này, tra dầu tra nhớt cho em rất là ok. Vòi thì có thể ngoắt nghéo đảo chiều các kiểu con đà điểu được luôn nhá. Ngoắt nghéo đảo chiều các kiểu con đà điểu được luôn. Lên cho em là xịt nhớt nhá. Giá của nó sẽ là 35.000 cho cái bình xịt nhớt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái cuộn dây điện vàng, cuộn này của nó thì khoảng từ trên dưới 20m nhá, trên dưới 20m, dây của nó là dây 1.5. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. 150.000. Đấy, ổ của nó là ổ đúc chống va đập nhá. Hàng của thương hiệu Tachi này, Tachi. Đấy, Japan các bác này. Đó, đây. Rất là ngon luôn, dây của nó rất là ngon. Dây của nó thì sẽ là dây 1.5 nhá, dây 1.5 như này. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng từ 20 trên dưới 20m thôi các nhá. Đấy. Nói chung là vào khoảng 20m. Giá thì sẽ là 150.000. 150.000 lên cho em là dây điện vàng 150k nhá, 150.000. Tiếp theo thì cái đồng hồ cái này. Em lên cho các bác đó là cái con dao chặt hàng của thương hiệu Seki Japan nhá, rất là ngon luôn. Đấy, con này thì siêu sắc bén cho các bác luôn, cân nặng thì từ 3 đến 5 lạng. Giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là đi 180.000 cho một con dao chặt này thôi. 180k thôi nhá, 180.000 cho con dao chặt như này. Đấy, sắc bén đẹp này, hàng của Nhật này, Japan chữ khắc chìm luôn. Con này dùng cực kỳ là ngon. Đấy, cân nặng thì từ 3 đến 5 lạng nhá. Con này các bác dùng để chặt thì rất là ok luôn. Giá sẽ là 180.000 thôi nhá. Tiếp theo thì cái kéo cắt cành trên cao này. Đấy, hàng của Nhật made in Japan này. Các bác có thể dùng vừa để cắt vừa để cưa luôn. Đây, nó sẽ có đầu lưỡi cưa như này. Có ốc vít viếc đầy đủ, về nhà các bác sử dụng đa di năng luôn, vừa cắt vừa cưa được. Giá sẽ là 130.000 nhá. Kéo cắt cành trên cao 130k nhá. Con này thì dùng rất là tiện luôn, có dây các bác lắp xào vào đây cho em. Lắp cái xào vào đây cho em là mình đưa lên là mình cắt thôi. Đây, nó đúng như trên hình như này, mô tả đây các bác. Đó, đưa vào mình cắt rất là ngon luôn, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm, đó là cái muỗm béo nhá, muỗm béo như này. Đây nó sẽ là một con muỗm béo như này, giá sẽ là 10.000 một chiếc này. Mua nam tặng 1, mua nam tặng 1, 10.000 một chiếc. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 7-8 cm, nguyên cái phần lưỡi này thì vào khoảng là 4 cm. Đấy, con này thì dùng thì rất là thích luôn, cho trẻ em hoặc là các bác dùng rất là tiện luôn. Lên trên là muỗm béo này, giá của nó sẽ là 10.000 một chiếc nhá. Đấy, 10k cho một chiếc muỗm béo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái lên trên là cái đồng hồ báo thức nhá, đồng hồ báo thức. Giá của nó sẽ là đi bên em về được có mấy cái thôi. Giá thanh lý cho các bác, giá chỉ có cho các bác là đi 35.000 cho một con đồng hồ báo thức như này. Đấy, em đang bán một cái máy đồng hồ thôi, giá của nó đã là 40.000 rồi. Thế mà đây một con đồng hồ báo thức ngon như này, giá cũng chỉ có 35.000 thôi nhá. Về nhà các bác lắp pin vào đây cho em. Pin con thỏ nhỏ nhá, lắp vào đây cho em. Đấy. Lên cho em là đồng hồ báo thức, giá sẽ là 35.000 nhá. Đồng hồ báo thức, giá sẽ là 35k. Đó. Đồng hồ báo thức này. Đồng hồ báo thức nhá, đồng hồ báo thức giá sẽ là 35k nhá, 35k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái giá xoay con này sẽ là 40.000 nhá. Con này tất cả của nó đều là bằng hợp kim hết nhá, bằng hợp kim hết, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, xoay tanh tách luôn, 360 độ này. Đấy, để điện thoại lên dùng rất là đã luôn các bác theo. Đó, thấy không? Rất là ngon luôn nhá. Đấy, để ngang để dọc đều được hết nhá. Đấy, cái trọng lực của nó đỡ rất là tốt luôn. Đấy. Đứng nằm đều ok hết nhá.
giá thì sẽ là 40k nhá. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá, con này bằng hợp kim cực kỳ xịn sò luôn, giá xoay nhá. Chất liệu bằng hợp kim như này giá thì chỉ có cho các bác là đi 40.000 thôi, 40.000 cho một con giá xoay như này, giá xoay 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xịt inox nhá. Đấy. Thì con này thì các bác dùng để mình xịt lên các cái bề mặt mà bị han gì bị thấm rột các bác này. Đấy, xịt rất là ngon luôn, nó sẽ là một cái dòng sơn inox sáng bóng như này. Đấy, rất tiện ích nhá. Giá thì sẽ là 80k cho một cái đợt này về cho bác giá 70.000 nhá. 70k cho một chai sơn inox như này. Lên cho em là sơn inox này. Sơn inox giá của nó sẽ là 70k nhá, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bếp ga mini nhá. Đấy, bếp ga mini. Con này thì nhỏ gọn, bếp ga gấp mini nhá. Bên shop có cho các bác là cả một cái mẫu bếp ga to nữa. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là bếp ga gấp mini. Đấy, bếp ga gấp mini như này nó có thể gấp gọn được nhá. Bếp ga mini gấp gọn này. Đấy. Có đánh lửa tự động các kiểu con là điều luôn. Đấy, các bác đi du lịch thì mang cho em cái bình ga đi lắp ở đây cho em là xong. Đây. Đấy. Rất là ngon như này. Đó, rất là chắc chắn nhá. Hàng của Nhật cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho con bếp ga mini như này. Lên cho em là bếp ga mini gấp gọn nhá. Bếp ga mini gấp gọn, giá sẽ là 100.000. 100.000 cho con bếp ga mini gấp gọn như này. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái Phương ơi. Lấy nhanh cái bếp ga. Cái bếp ga loại to nhá. Cái này gọi là cái gì đấy? Bếp ga. Bếp ga đơn to như này nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 190.000 cho con bếp ga đơn to như này các bác này. 190.000. Con này thì các bác có thể mua để khu nhà trọ này, hoặc là mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, đi chơi đều được hết nhá. Hoặc là mua ở nhà các bác ăn lẩu mà muốn độ sôi nhanh. Đấy, cứ mua cho em bình ga mini về mình lắp vào cho em. Đấy. Cũng có hệ thống là đánh lửa tự động nhá. Đánh lửa tự động rất là ngon này. Đấy. Giá thì sẽ là 190k. Lên mã giúp cho em đó là bếp ga đơn nhá. Bếp ga đơn này. Bếp ga đơn. Giá sẽ là 190k nhá. 190.000 cho con bếp ga đơn như này. Nhỏ gọn tiện ích nhá. Hàng của thương hiệu Media. Đó, rất ngon lành cho các bác luôn. 190k. Đấy, rồi ok. Hello chào các bác nhá. Một số mã hàng thanh lý của bên em trong ngày hôm nay. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Đấy, các bác yêu quý em thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Em lên cho các bác cái túi đựng đệm nhá, túi đựng đệm. Đấy thì ví dụ như là những cái đệm mùa đông nhà các bác ấy, khi mà mình dùng xong là nó bị rách cái túi thì các bác mua cái túi này về các bác đựng vào cho em. Chất liệu của nó sẽ là ni lông mềm dai như này cho nên là các bác dùng cực kỳ thích luôn. Con này thì bên em đang bán là 80.000, đợt này thanh lý cho các bác giá chỉ còn là 40.000 thôi nhá, 40k thôi. Tên mã giúp cho em đó là túi đựng đệm nhá, túi đựng đệm này. Đấy. Túi đựng đệm giá của nó sẽ là 40k. Đấy, đang bán là 80.000, thanh lý cho bác giá còn 40.000 cho một con đựng đệm này thôi. Nó sẽ có cho các bác là dòng 1m8 và dòng 1m6 nhá. Đệm 1,6m này và đệm 1,8m thì các bác lấy mẫu nào là các bác báo em. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ổ nối con này. Đấy, đây nó sẽ là cái ổ nối như này. Ổ gấp nhá. Các bác lên cho em là ổ điện gấp nhá. Đấy, ổ điện gấp như này nó có thể gấp được như này các bác này. Hàng thì của thương hiệu Hinoki của Nhật nhá. Đấy, 16A 250V. Giá bán sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k cho một chiếc và 40.000 ba cái. 40.000 trên ba cái như này. Đấy, con này nếu mà các bác mua ngoài cửa hàng thì nó sẽ bán cho bác khoảng là 20-25.000. Cái này là ổ gấp à? 15.000 đúng không? 15.000 một cái và 40.000 cho ba cái nhá. Lên mã giúp cho em đó là ổ gấp nhá. Ổ gấp. Đấy, lên cho em là ổ gấp này. Giá của nó sẽ là 15k một chiếc và các bác nào mua từ ba cái thì giá sẽ là 40.000. Nó sẽ có cho các bác là 1, 2, 3 ổ cắm như này. Và các bác có thể gấp gọn để mình cắm vào trong các cái vị trí như là tủ này, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đầu của nó thì bằng đồng kết nối cực kỳ chắc chắn luôn. Lên cho em là ổ gấp, giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao dao thái vân gỗ nhá. Con này thì chiều dài khoảng 30cm. Dao thì siêu bén cho các bác luôn. Dao thái vân gỗ siêu bén như này các bác này. Đấy, siêu bén cho các bác luôn nhá. Đây. Rất bén luôn. Dọc dây bóng còn dọc được như này là dao rất là bén luôn nhá. Đấy. Hàng của Nhật, Japan các bác này. Đó, made in Japan. Và con này của nó thì có khâu đầu khâu đuôi hết như này. Hàng cực kỳ chất lượng xịn sò cho các bác luôn. Lên cho em là dao thái vân gỗ nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Con này đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn cho các bác là 120.000 nhá. 120k trong con dao thái vân gỗ như này. Giá sẽ là 120.000. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn, hàng của Nhật nguyên đai nguyên kiện như này. Tiếp theo thì
bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái pin các bác nhá. Đấy, pin 18650 này. Đấy, con này thì bên shop thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Giá chỉ có cho các bác là hôm trước em đang bán là 30.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn 20.000 cho một viên pin 16850 như này nhá. Lên cho em là pin 16850, giá của nó sẽ là 20k nhá, 20k cho một viên. Đó. Tiếp theo thì em về cho các bác cái vòi xoay 360 độ. Con này nó sẽ là một cái vòi xoay như này thì các bác dùng để mình lắp vào cái chậu rửa mặt nhà mình. Đấy, sau đó thì các bác có thể xoay đảo hướng các kiểu con này đều được luôn. Xoay 360 độ đảo chiều được luôn nhá. Đấy, lên cho em là vòi bạc nhá. Đấy, vòi bạc xoay 360 độ. Giá sẽ là 80k, chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá. Bằng hợp kim. Đó. Vòi bạc xoay 360 độ các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lọc nước nhá. Lọc nước như này. Một con lọc nước như này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 cho cái lọc nước như này nhá. 50k một chiếc. Đấy, cái này thì các bác dùng để mình lọc vào cái nguồn nước nhà mình. Đấy, các bác có thể lọc qua máy giặt này hoặc là qua bình nóng lạnh này hoặc qua các vị trí được luôn. Đấy, của nó thì nó sẽ là lõi bằng nhôm như này. Các bác có thể tháo ra để mình vệ sinh rửa ráy sau đó thì mình lại lọc, rất là tiện ích luôn. Lọc nước 50.000. Bút điện là bao nhiêu? Các bác lên cho em là bút cao su nhá, giá của nó sẽ là 30.000. Đấy, nó có chức năng thông mạch luôn. Có chức năng thông mạch này, vừa làm tô vít này, đấy vừa làm cái tô vít nhỏ này. Đấy, vừa thông mạch này và vừa có thể đo âm dương được hết nhá. Lên cho em là bút cao su nhá, bút điện cao su. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá, bút điện cao su 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm. Đó là cái mũ lính nhá. Đấy, mũ lính này. Đấy. Mũ lính. Hàng này của nó thì sẽ là 170.000 cho một con mũ lính như này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, 170k. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao, 3 tem kiểm định đàng hoàng. Ở trong này thì nó có xốp nhá. Có xốp cho nên là các bác dùng để mình đội để đi xe ô tô các thứ, đi xe máy các thứ rất là ok nhá. An toàn này, rất là đẹp luôn. Đấy, có màu sắc thì rất là đẹp. Hàng dày dẫn chắc chắn, hàng này bảo hành cho các bác luôn. Đấy, rất chất lượng cho các bác nhá. Lên mã giúp cho em là mũ lính nhá, màu lính quân đội rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 170.000 cho một con mũ lính này. Mũ lính 170.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái giày giày lính nhá. Đấy, giày lính. Giày lính Mỹ. Đây. Chất giày thì khỏi phải bàn rồi các bạn. Chất giày thì khỏi phải bàn rồi. Bên em bán là 390.000 cho một con giày lính Mỹ như này. Đấy, đây. Con này thì các bác nhận hàng là các bác ưng luôn, không để chê vào đâu. Chất của nó rất là mềm luôn nhá. Chất của nó rất là mềm luôn. Đó. Các bác lấy thì cứ lấy tù cho em là một cỡ nhá. Ví dụ bác nào mà cỡ hả? Đúng cỡ à? Con này thì các bác lấy đúng cỡ cho em nhá. Lấy đúng cỡ cho em là ok. Đấy, các bác cỡ chân bao nhiêu thì các bác cứ đọc cho em là ok thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 390.000 cho một đôi giày lính Mỹ như này. Đây, USA này các bác này, USA. Hàng giày lính Mỹ cực đẹp luôn, chất của nó thì khỏi phải bàn luôn. Hàng giày dẫn chắc chắn nhá, chất đẹp nhá. Đi thì cực kỳ là ôm form, ôm dáng và rất là mềm mại luôn. Lên cho em là giày lính Mỹ 390.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ nạo 5 món nhá. Đây, cái bộ nạo 5 món như này. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá, 60.000 cho một cái bộ nạo 5 chiếc luôn. Đó, 5 món, thoải mái cho các bác lựa chọn luôn. Rất là nhiều nạo rồi nhiều chi tiết đi kèm các bác nhá. Giá của nó sẽ là 60k này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vòi vàng nhá, vòi vàng. Con này thì các bác có thể điều chỉnh được luôn nhá. Con này bao nhiêu? 35.000 cho con vòi vàng như này. Các bác xoáy vào đầu nguồn nước này, sau đó thì mình có thể tùy chỉnh cho em đó. Đây. Đấy, có đầu vòi đây các bác. Xoáy vào sau đó thì mình tùy chỉnh cho em. Rất tiện ích luôn. Giá của nó sẽ là 35.000 cho một cái vòi vàng như này nhá. 35k này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái ba lô. Cái này là cái gì? Ba lô tím à? Ba lô tím nhá. Giá sẽ là 120.000. 120k. Chiều dài của nó thì vào 40 này. Dài của nó thì vào khoảng 40-45. Và chiều rộng của nó thì vào khoảng là... Chiều rộng của nó thì vào khoảng là... Đây. Khá là to luôn. Đây. Đấy. Đấy, nó sẽ là to như này các bác này. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình đi du lịch này. Đi du lịch, đi học, đi phượt hoặc là đi làm. Đấy, nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ. Đấy, rất nhiều ngăn cho bác luôn. Chiều rộng thì vào khoảng là 25cm, chiều cao khoảng 25cm. Lên cho em là ba lô tím nhá. Ba lô tím 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kéo này. Đầu tiên nó sẽ là kéo cắt tóc nhá. Kéo cắt tóc đây. Bao nhiêu nhỉ?
160.000 cho một cái bộ kéo cắt tóc như này. Đấy, hàng thì đựng trong một cái túi da cực kỳ xịn sò luôn. Một bộ này sẽ bao gồm cho các bác là một đôi này, một đôi. Đấy, một đôi, một cắt và một tỉa nhá. Một đôi kéo, một cắt, một tỉa như này. Một đôi kéo, một cắt, một tỉa nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. 160.000 cho một cái bộ kéo tóc hàng của thương hiệu Kai của Nhật như này nhá. Một con cắt, một con tỉa, giá 160.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo may nhá. Kéo may như này. Một con kéo may hàng nội địa của Nhật đây. Đường kính của nó là 12 inch. Chiều dài của cái phần lưỡi này thì nó vào khoảng là trên 10 cm nhá. Cắt cực kỳ là ngon luôn. Đây các bác này. Cắt rất là ngon luôn các bác theo. Đó, cắt rất là ngon luôn. Kéo may này bao nhiêu? 160.000 cho một con kéo may hàng của Nhật như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là kéo may, giá sẽ là 160.000 nhá. Kéo may này, hàng nội địa Nhật 160k nhá. 160.000 cho con kéo may như này, made in Japan các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái viên giặt quần áo nhá. Một bịch này của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, bịch này khá là nhiều luôn. Đấy, nó sẽ là dòng viên như này. Đấy, dòng viên như này và đây nó sẽ là một cái dòng viên 5 trong 1 luôn, viên 5 trong 1. Một viên một gói như này thì sẽ giặt được cho em là từ 3 đến 5 cân quần áo luôn, 5 cân quần áo nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 cho một bịch như này nhá. Viên giặt quần áo này 55k. Đó. 55k cho một bịch như này bao gồm cho các bác là đi khoảng 40 viên nhá, khoảng 40 viên luôn. Một lần giặt của nó thì trên dưới 3 cân quần áo quá nhá. Đó. Rất là thơm luôn, 5 trong 1 luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là đây nó sẽ là một cái con bê trên kia này ra đây đi. Cái sạc điện thoại iPhone nhá, sạc nhanh iPhone. Đấy. Sạc nhanh iPhone. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000. Đấy, 60.000 cho cái sạc nhanh iPhone như này. Lên mã giúp cho em là sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60k nhá. 60k cho con sạc nhanh iPhone. Cái này là túi dép à? Bao nhiêu? Đấy, tiếp theo bên shop về cho bác một cái túi dép này. Đấy, túi dép màu rất là đẹp luôn. Đấy, màu đen như này. Ngăn thì khá là rộng rãi nhá. Các bác có thể dùng để mình đựng đồ này đi du lịch này. Đấy, du lịch, học phượt, đi làm đều ok hết. Giá chỉ có 95k cho cái túi dép này thôi nhá. Có quai đeo đàng hoàng nhá. Lên cho em là túi dép, giá sẽ là 95k. Đó, 95k. Hàng này to rộng, các bác đựng iPad, đựng máy tính, bảng điện thoại rất ok hết nhá. Có một ngăn phụ này. Đó, một ngăn khóa này và một hít như này. Đấy, dây đeo đàng hoàng nhá. Lên cho em là túi dép, giá sẽ là 95.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là tập bụng các bác nhá, tập bụng. Con này thì các bác cầm tay vào đây cho em này, sau đó thì mình đẩy đi đẩy lại này. Đấy, nó sẽ là cái con lăn, dạng con lăn tập bụng như này. Giá sẽ là 280.000 nhá. 280.000 cho con lăn tập bụng như này nhá. Đấy, lên cho em là tập bụng, giá sẽ là 280.000. Đấy. Các bác cầm tay vào đây cho em này, sau đó thì mình đẩy đi đẩy lại để mình đu cho cái phần bụng của mình nó eo nó thon lại. Đấy, lên cho em là tập bụng cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Giá sẽ là 280.000 cho một cái con tập bụng như này. Rồi, ok. Hello các bác nha, hôm nay thì bên shop có một số mã thanh lý gửi tới các bác này. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì các bác xem kênh nhớ cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Hôm nay thì bên em có thanh lý một cái bộ tam đa rất là đẹp luôn. Đó, bộ tam đa phúc lộc thọ như này. Chất liệu của nó thì bằng gốm sứ các bác nhá, gốm sứ như này. Chiều cao của nó thì vào khoảng là gần 20 cm. Đó. Hàng thì nó sẽ là một cái bộ tam đa bao gồm là ba ông phúc lộc thọ như này nhá. Đấy, tam đa ba ông phúc lộc thọ như này. Đấy, bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 500.000 cho ba ông tam đa phúc lộc thọ như này nhá. Đấy, hàng gốm cực kỳ đẹp luôn, gốm cổ cực kỳ đẹp. Đấy, riêng ba ông tam đa này thì các bác phải chuyển khoản hết thì bên em mới bán nhá. Chuyển khoản hết thì bên em mới bán tam đa phúc lộc thọ. Đó, bộ ba tam đa phúc lộc thọ rất là đẹp như này các bác nhá. Đấy, bộ ba tam đa phúc lộc thọ này, ba ông như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái đèn đội đầu 5 bóng nhá. Đèn đội đầu 5 bóng. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác với giá đó là 40k nhá. 40k cho cái đèn đội đầu 5 bóng như này. Đó, giá chỉ có 40.000 thôi. Giá thanh lý cho các bác cực kỳ rẻ luôn. Đấy, đèn đội đầu 5 bóng như này có dây có quai đeo đàng hoàng. Đây. Công tắc của nó đây các bác này. Đấy. Rất là sáng luôn nhá. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa. Đấy, và có chế độ là bật 1 bóng, bật 4 bóng và bật cả 5 bóng luôn. Đây. Đấy. Con này các bác dùng để đeo đầu rất là ok. Có cáp sạc vào đây, có dây sạc các thứ đàng hoàng cho các bác nhá.
Giá thì sẽ là lên cho em là đèn đội đầu 5 bóng này, đèn đội đầu 5 bóng, giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dao cắt kính này. Con này thì các bác có thể dùng để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết nhá. Chuyên để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết. Có kèm cho các bác là một cái bộ lưỡi như này, một cái bộ bao gồm là hai lưỡi luôn với một lưỡi đi kèm, nó là ba lưỡi. Con này thì các bác dùng để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 100. Cái con kính gạch men này bao nhiêu đấy? Dao cắt kính như này 130.000 nhá. Lên theo là dao cắt kính, cắt gạch men 130k. Đó, 130k cho con dao cắt kính, cắt gạch men như này. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem đây. Em đã cắt cho các bác xem này. Đấy, cắt gạch men này. Đấy, cắt gạch men rất là ngon luôn nhá. Cắt kính, cắt gạch men đều ok hết này. Đấy, các bác cắt này, sau đó thì mình đưa vào này, vào cái đường chỉ chúng ta đã cắt nhá. Đây cái chỉ này, và đúng cái chỉ chúng ta đã cắt sẵn này. Đấy, đây, chúng ta đặt vào cái phần chỉ cắt sẵn này. Đây. Đấy, anh chị quan sát ra đây. Đây, đặt vào như này xong chúng ta bắt đầu không đều ra thôi. Đấy. Đó, em sẽ đặt vào như này. Sau đó thì chúng ta sẽ không đều ra này. Đấy, các bạn thấy không? Đó. Cắt gạch men nhá. Đó, cắt gạch men, cắt kính đều ok hết nhá. Đó. Đây là cắt kính này. Luôn. Đấy, cắt kính rất là ngon. Sát em cắt kính nhá. Đây. Đây này em cắt kính nhá. Đó. Thấy không? Cắt kính rất là ngon luôn nhá. Công thì em đặt với cắt luôn. Đấy, cắt kính rất là ngon lành luôn. Rồi em cắt cái viên gạch men. Đây. Rất đơn giản luôn. Đó, rất đơn giản luôn. Đó, giá 130.000 các bác nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái môi nhựa các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái môi sới cơm nhựa trong như này. Giá sẽ là 50k nhá. 50k cho cái môi sới cơm nhựa trong như này. 50.000. 50.000 một chiếc. Con này thì các bác dùng nó rất là ngon luôn. Đấy. Dùng để làm môi sới cơm rất là tuyệt vời nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Đây. Cái này hàng của Nhật, nó đóng gói cũng cực kỳ là kỹ càng luôn. Đấy. Bóc ra cũng khó luôn các bác nhá. Đây. Đấy. Đây các bác. Đấy. Đây các bác này. Đó, mua sữa cơm bằng nhựa trong như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 20 cm. Rất là mềm mềm như lại mềm cứng nhá, như lại mềm cứng luôn. Thì dùng nó rất là đã các bạn. Đấy, không dính cơm. Lên cho em là môi sữa cơm nhựa nhá. Môi sữa cơm nhựa trong, giá sẽ là 50.000. 50k cho cái môi sữa cơm nhựa trong như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chắn bếp ga nhá, chắn bếp ga. Đấy, thì khi các bác đun nấu mà nó bị bắn, bị bẩn thỉu thì các bác dùng con này cho em. Nó rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ là một cái tấm bạc như này. Đấy. Các bác có thể là cho vào mình chắn bếp ga rất là ngon luôn nhá. Đấy, một cái tấm bạc như này. Đây mã giúp cho em đó là chắn bếp ga nhá. Giá thì sẽ là cái chắn bếp ga này bao nhiêu đấy? Chắn dầu mỡ 25.000 nhá. Đấy. Lên cho em là chắn dầu mỡ. Đấy, chắn dầu mỡ. Chắn dầu mỡ này. Giá của nó sẽ là 25k. Đây. Khi các bác dùng thì nó sẽ như trên hình như này các bạn. Đấy, mình đặt vào bếp này, nó sẽ chắn dầu mỡ cho các bác rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vắt cam bằng tay nhá. Giá sẽ là 50.000 cho con vắt cam bằng tay như này. 50k. Đấy, thì các bác chỉ cần là nó bằng inox 304, sáng bóng đẹp này. Đấy, sáng bóng đẹp như này. Các bác chỉ cần đặt vào này là xong. Đấy, để mình vắt này. Rất là tiện ích luôn. Đó, inox 304 sáng bóng đẹp nhá. Giá sẽ là 50.000. Đó, chỉ cần đặt vào đây là mình vắt là xong. Đấy, các bác uống 1-2 quả cam mình cho vào đây mình vắt bằng tay luôn, nó rất là tiện. Vắt cam bằng tay. Giá sẽ là 50.000 nhá. Ngoài ra thì bên em có cái vắt bằng máy thì nó sẽ là 190.000, còn vắt cam bằng tay này là 50.000. Đấy, cái bàn cờ nhựa này thì sẽ là 80.000 cho một cái bộ bàn cờ nhựa như này. Thì con này nó sẽ bao gồm cho các bác là cả bàn cờ, cả quân luôn. Đấy, 80.000 một bộ này nhá. Đấy. Lên thêm là bàn cờ nhựa này. Đấy. Giá của nó sẽ là 80.000. Đấy, bao gồm cả quân, cả bàn cờ như này. Đấy. Bàn cờ nhựa nhá. 80.000 cho một bộ như này, về các bác để chơi cũng rất là tiện luôn. Có cả quân, cả bàn cờ luôn, không dùng nữa thì mình lại kẹp vào kia. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cái quân cờ gỗ nhá. Cái này nó sẽ là quân cờ và nó bằng gỗ, quân bằng gỗ như này. Bằng gỗ nó chiều nó vào khoảng là 3 cm, 2 cm rưỡi đến 3 cm. Đó, quân cờ gỗ.
giá thì sẽ là 70.000 cho cái bộ quân cờ gỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn này là bao nhiêu đấy? Cái đèn gậy à? Đây. Nó sẽ là một con đèn như này, một con đèn như này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá. Và nó sẽ có một con đôi pin như này luôn, một đôi pin như này các bạn. Đấy, hẳn một đôi pin như này luôn, dùng rất là đã này. Đấy, một đôi pin như này. Đèn gậy nhá, lên cho em là đèn gậy 140.000. Đấy, con này thì cũng khá là sáng luôn, khá là sáng các bác nhá. Thì mình vừa dùng để mình soi ban đêm bên điếc. Đấy, hoặc các bác đi đường điếc, hoặc là vừa để làm cái gọi là phòng thân luôn nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Đó, rất là tiện. Đây, phòng thân mình có thể là sử dụng nó rất là an toàn. Lên cho em là đèn gậy 150.000, 140.000. Đấy, có sẵn hộp như này và có kèm cho các bác là một cái cáp sạc luôn. Đèn gậy 150.000 nhá. À 140.000 nhá, 140k cho con đèn gậy như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hút thổi bụi bằng hút thổi bụi ống nhá. Đấy, nó sẽ là một cái dòng bằng ống. Thì con này các bác dùng nó rất là tiện, hút thổi bụi ống. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Đấy, giá rất là tốt luôn. Hút thổi bụi bằng ống. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Đấy, con này nó chạy bằng pin và rất là khỏe luôn. Hút thổi bụi ống chạy bằng pin. 260.000. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái ống như này. Đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy, ống dài nhá, đầy đủ phụ kiện luôn. Đây. Con này hút rất là khỏe các bác này. Hút rất là khỏe luôn các bác này. Hút rất là khỏe luôn các bác này. Rất là khỏe luôn nhá. Đó. Đấy. Rất là khỏe luôn. Giá thì sẽ là 260.000 nhá. Các cái đầu phụ kiện đi kèm đây. Chạy bằng pin thì các bác có thể để lên ô tô này. Hả? 260.000 nhá, hút thử bụi ống này. Đó. Tiếp theo thì các bác lên cho em là vòi tưới cây bằng đồng nhá. Giá sẽ là 50.000. 50k cho cái vòi tưới cây bằng đồng như này, 50k nhá. Lên cho em là vòi tưới cây bằng đồng 50.000. Đó. 1 2 3 phần cút nối và một cái đầu vòi như này, 50k. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái bóng đèn 3W, giá sẽ là 10k nhá. 10k cho cái bóng 3W như này. Bóng 3W 10.000. Đó. Tiếp theo thì lên cho các bác cái đèn 3 màu nhá, bóng 3 màu. Đấy, bóng đèn 3 màu, con này thì của nó sẽ là bao nhiêu watt đây? 3 màu và con này của nó là đi tầm khoảng, con này chỉ khoảng trên 10W thôi, trên 10W thôi. Nhưng mà rất là sáng luôn. Và giá thì đợt này về cho các bác giá tốt nhá. Giá chỉ còn cho các bác là đi giá sẽ là lên cho em là bóng 3. Cái bóng 3 màu đang bán bao nhiêu đấy? 3 màu đang bán là 30k nhá. Đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 20.000 thôi. 20.000 thì cái bóng 3 màu như này nhá. Con này thì cũng rất là sáng luôn. Lên cho em là bóng 3 màu, giá sẽ là 20.000. Đó. Tiếp theo thì lên cho các bác cái cây sâm thịt nhá. Đây. Đấy, nó sẽ là cái cây sâm thịt như này. Giá thanh lý cho các bác giá chỉ còn là 20k trong cây sâm thịt như này thôi. 20.000 nhá. Đấy, các bác dùng để mình sâm thịt nhá. Sâm thịt mình chế biến đồ ăn rất là ngon luôn. Đó, chế biến đồ ăn rất là ngon luôn nhá. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. 20.000. Đây em thử cho các bác cái con bóng 3 màu này. Đấy, xoáy vào cho em này. Đó. Sau đó thì các bác tắt đi bật lên này. Đấy, một nó sẽ là màu trắng này. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là màu trắng này. Màu trắng này. Đấy, sau đó là màu vàng này, màu trắng đây, màu vàng này và trung tính này. Đấy, nó có 3 màu như này. Đấy, giá chỉ có 20.000 thôi. 20.000 cho một con bóng 3 màu như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng led nhá, bằng led. Đó. Tiếp theo thì nó còn là con bóng 3W 10.000 nhá. Con bóng 3W như này. Các bác có thể để các cái khu vực nào mà mình cần phải chiếu sáng liên tục nhưng mà cần độ sáng vừa phải để tiết kiệm điện. Đấy, ngoài cổng, ngoài cửa, các khu vực mà lúc nào cũng cần phải có ánh sáng nhưng mà chỉ cần là sáng vừa phải thôi. 3W giá chỉ có 10.000 thôi. Bóng 3W 10.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một con bóng xoay nhá. Con bóng xoay này thì sẽ bao gồm cho các bác là cả bóng cả đuôi luôn. Cái đèn xoay này bao nhiêu đấy? Phương ơi, cái đèn xoay bao nhiêu? Đây, nó sẽ là một con đèn xoay như này, bao gồm cả đèn cả đuôi luôn. Đấy, bật lên là nó sẽ xoay nhá các bác nhá. Đó. Bật lên là nó sẽ xoay. Đấy, nó sẽ xoay rất là đẹp luôn các bác. Đó. Đây các bác này, nó sẽ xoay như này các bác này. Đấy, nó sẽ xoay rất là đẹp như này các bác này. Đó, thì các bác có thể để trong
phòng khách, phòng ngủ này, phòng ăn này, đề co trang trí này. Đấy, hoặc ngoài sân vườn cũng rất là đẹp luôn. Đó. Giá sẽ là 50.000 cho một cái bộ đèn xoay như này nhá. Đấy, lên cho em là đèn xoay, giá sẽ là 50k. Đấy. Bao gồm cho các bác cả đèn cả đuôi luôn, cả đèn cả đuôi luôn. Combo như này giá sẽ là 50.000 nhá. Giá thanh lý cực kỳ tốt luôn. 50k cho một cái bộ đèn xoay như này, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy xay tỏi ướp, giá sẽ là 70.000 nhá. Đấy. Bao gồm cho các bác là một thân máy này, một cái bộ lưỡi kép bao gồm là 3 lưỡi như này. Đấy, một bộ lưỡi kép bao gồm 3 lưỡi như này, lắp vào đây cho em. Đó. Đấy, thì các bác dùng để mình xay tỏi, xay ớt, xay tiêu, xay các loại hạt đều ok hết nhá. Đó. Lên theo là máy xay tỏi ớt, giá sẽ là 70.000 nhá. Con này thì giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Để các bác xay tỏi, xay ớt, xay tiêu. Đây, 70.000, máy xay tỏi ớt 70.000. Đó. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Các mã hàng mới bên em tiếp tục về ngập kho để gửi tới các bác luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nồi chiên không dầu nhá. Hàng của thương hiệu Camel này. Đấy, ở đây thì dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít cả vỏ và công suất của nó sẽ là 1500W, hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhá. Rất là ngon cho các bác luôn. Đây. Đấy, khi các bác sử dụng thì xoáy cho em đồng thời cả hai nút nhá. Nút bên này nó sẽ là nhiệt độ, nút bên này là thời gian này, min max là nhiệt độ và thời gian. Đấy, về nhà các bác bóc cho em cái màng chống xước này ra. Đó, đây. Ở trong này của nó sẽ là một cái con mai so tỏa nhiệt như này. Thì nó giúp cho làm chín đồ ăn rồi, nói chung là đa di năng luôn. Đó, làm chín làm nóng các kiểu con là điều luôn. Điện 220V nhá, 1500W, hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là nồi chiên không dầu, 10 lít cả vỏ các bác nhá. Đó, rất chất lượng luôn. Các bác lên cho em là nồi chiên không dầu nhá. Nồi chiên này, đấy. Nồi chiên không dầu. Không dầu. 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít cả vỏ luôn. Cả cái vỏ to này, cả cái vỏ này là 10 lít này. Còn nguyên cái phần để chiên này thì vào khoảng 4 lít này, 4 5 lít. Giá sẽ là 590.000. 590k và bao ship tận nhà cho các bác nhá. 590k. Và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 590.000 cho các bác nồi chiên không dầu. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc bình áp quy nhá. Đấy, thì nó sẽ có hai dòng, một dòng em lên cho các bác cái mã sạc bình áp quy nhá. Có con là 12V và con này là 1224. Con 12V này thì nó sẽ là 8A và 4A này. 12V thì 8A và 24V là 4A, còn con này của nó thì nó sẽ là 12V 5A. Đấy, nôm na nó là như thế, còn tùy theo các bác nhu cầu các bác như nào các bác mua. Con này thì sẽ là 12 24 290k bao ship nhá, 290.000 bao ship. Đấy, còn con này thì sẽ là 12V 190k. Đấy. Tất cả thì đều có chức năng là khử sun phát này, chống đảo chiều rồi nói chung là các kiểu con là điều luôn. Đấy, đây. Con này của nó sẽ là con 12 nguyên 12 này. Còn con 24 thì nó sẽ to hơn một chút này. Đấy, nó to gần như gấp đôi luôn, gần như gấp đôi, dung lượng của nó lớn hơn. Đều là có khử sun phát, đảo chiều, đảo biết các kiểu con là điều luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ điều khiển từ xa nhá. Bộ điều khiển từ xa. Cương ơi. Bộ điều khiển từ xa thì bên em có hai mẫu, một là mẫu cắm trực tiếp nhá. Đấy. Về nhà thì các bác có thể cắm thiết bị mình vào đây, sau đó thì dùng cái công tắc này cho em. Lấy trên cái bộ đấu nối. Đấy. Cắm trực tiếp thiết bị vào đây, sau đó thì mình điều khiển qua cái này cho em. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 270.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Bộ này là bộ cắm trực tiếp nhá. Ngoài ra thì bên shop có cái dòng đấu nối như này. Đấu nối này thì giá sẽ là 95.000, cũng có điều khiển từ xa nhưng mà về nhà thì các bác bắt buộc là mình phải đấu nối vào cho em nhá. Đấy, bắt buộc phải đấu nối này, có cái móc khóa này. Và về nhà thì các bác đấu nối vào cho em. Đấy. Đầu vào đây, input vào này, vào này. Đấy, sau đó thì đầu ra này. Đấy. Thì đầu vào của thiết bị này, sau đó là ra thiết bị đây. Đấy, và con này cũng có điều khiển từ xa đây, có điều khiển từ xa đây các bác này. Đấy. Thì con này thì các bác lên cho em là bộ điều khiển đấu nối nhá. Đấy, điều khiển đấu nối đen này, đấu nối màu đen. Giá sẽ là 95k nhá. 95k thì cái bộ điều khiển đấu nối đen như này. Đấy. Còn bộ này thì các bác lên cho em là bộ điều khiển cắm trực tiếp, giá sẽ là 290.000 nhá. 290.000. Và bên em bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy, con này thì giá của nó sẽ cao hơn một chút nhưng mà rất là tiện dụng luôn. Đấy. Tiếp theo thì em sẽ lên cho bác cái sản phẩm đó là cái xịt chống thấm nhá. Bắt đầu vào mùa mưa, mùa bão, mùa thấm rột rồi. Thì các bác dùng cái xịt này cho em rất là tiện này. Đấy. Trước khi dùng thì lắc đều lên cho em và cái phát nhấn đầu tiên là nhấn quan trọng thì các bác nhấp mạnh tay cho em một chút này. Đấy, đấy.
lắc đều chưa, sau nhấp mạnh tay một chút để cho cái nó ở cái đầu này thì nó hay bị tắc ở cái đầu này là do nó đang bị khô ở cái đầu này. Đấy, nó ở khô ở cái đầu này thì các bác cứ lắc đều lên cho em. Đấy, lắc đều lên cho em, sau đó thì mình nhấp đều lên cho em. Đấy, đây. Nếu mà các bác mà nó bị tắc nha thì các bác cứ nhấn lì để cho nó đẩy hết cái phần đặc ra. Đấy, đây, bác thấy không? Đây, đấy. Khi em xịt lên như này thì cái xịt lên như này thì khi mà các cái phần thấm rột này, đấy, nó là dạng là nano, các cái phân tử nano nó sẽ thấm vào các cái bề mặt mà bị lỗ, bị thấm rột nhá. Đấy, và nó sẽ giúp cho các bác là bịt hết các cái phần bị thấm rột, bị nứt nhá. Lên cho em là xịt chống thấm nhá. Đấy, bình xịt chống thấm giá sẽ là 45k trong bình xịt chống thấm như này. Lên cho em là xịt chống thấm giá sẽ là 50k nhá. Đấy, 50k cho một cái bình xịt chống thấm như này, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kẹo chuột nhá. Giá sẽ là 30k cho một hộp như này. Đấy. Con này thì các bác có thể diệt được hết các loại chuột luôn, chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng là diệt được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này. Đấy, hàng thì hàng nó sẽ là hàng số 1 của Thái Lan luôn. Đấy, bán trên toàn cầu luôn, bán trên toàn cầu luôn nhá. Đấy, thị phần số 1 của Thái Lan mà bán trên toàn cầu luôn, giá sẽ là 30k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng nhá, hàng của Nhật. Con này thì dòng này thì cực kỳ xịn sò luôn. Dòng này thì giúp cho các bác là trị chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Thì nếu bác nào mà hay bị đau lợi, viêm lợi, chảy máu chân răng thì dùng cái này cho em. Rất là tiện luôn, một combo như này 6 chiếc, giá sẽ là 25k một trong một vỉ như này. 25.000 cho một vỉ này bao gồm 6 cái. Giá siêu rẻ luôn. 1 2 3 4 5 6. Đấy, tính ra là 64 24 và có 4.000 thôi. Và có 4.000 cho một chiếc bàn chải như này. Mà hàng nội địa của Nhật, chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, giá thanh lý cực tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem. Giá sẽ là 55.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi. Đấy. Combo cho các bác là vào khoảng là 30 lưỡi và một bàn cạo. Đấy, 30 lưỡi, một bàn cạo, một đây, một bàn cạo, một hộp kem như này. Một bàn cạo, một hộp kem và sẽ có cho bác là vào khoảng 30 cái lưỡi như này. 30 cái lưỡi, lưỡi là lưỡi kép nhá. Các bác dùng để mình cạo râu rồi nói chung là đa di năng luôn. Đấy. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có 55.000 thôi. Một bộ này thì của nó là thấp nhất là được 30 lưỡi, có lô thì nó sẽ là 36 lưỡi nhá. Đấy, nhưng mà em cứ tính nôm na nó là 30 lưỡi thôi. Lên cho em là bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem này. Đấy. Bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem giá sẽ là 55k nhá, 55.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đũa inox nhá, đũa inox giá của nó sẽ là 55.000 cho một vỉ như này, bao gồm là 5 đôi, 1 2 3 4 5 đôi. Đấy, đũa inox 304, hàng thương hiệu Winling, hai hình người của Đức này. Đấy, lên cho em là đũa inox. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác nhá. Giá chỉ có cho các bác là cái mã giúp cho em đó là đũa inox này. Đấy. Đũa inox giá sẽ là 55k trên một vỉ như này nhá, 55.000 trên một vỉ này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây sạc béo này. Dây sạc béo như này, giá của nó sẽ là 50.000 một dây, 50.000 một dây. Ở đây thì nó sẽ có 3 đầu như này nhá, chiều dài khoảng 1 mét nhá. Chiều dài khoảng 1 mét, có 3 đầu này, Samsung Type C đều được hết nhá. Hàng to, chống đứt này. Đấy, dẫn điện tốt này, cho nên là các bác dùng cực kỳ là an toàn luôn, chống cháy nổ rất là tốt luôn. Tên mã giúp cho em đó là sạc béo. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 50.000 thôi. Sạc béo 50k một chiếc nhá, 50k một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kính hàn nhá. Đấy, kính hàn. Giá sẽ là 100 lên cho bác cái mã kính hàn điện tử nhá, kính hàn điện tử đây. Đấy, thì các bác nào chuyên làm thợ hàn thì dùng con này cho em. Về nhà thì hàng mới tinh của Nhật này. Bóc cho em cái giấy bóng này ra này. Đấy, các bác bóc hết lột cho em cái giấy bóng này đi. Đó. Và ở đây thì nó sẽ là sử dụng cái tấm pin năng lượng mặt trời, cho nên các bác yên tâm không cần phải sạc này. Đấy nhá. Các bác dùng khi mà dùng bình thường thì nó sẽ là như này. Đấy, thì khi mà có ánh đèn mà chiếu vào ấy, có ánh đèn mà khi mà bị nó bị phản xạ ánh sáng nhá. Đấy các bác này. Đấy. Khi mà nó bị phản xạ ánh sáng thì nó sẽ che cho các bác nhá. Đấy, nó sẽ che cho các bác luôn. Thì con này khi mà phản xạ ánh sáng thì nó sẽ tối đi nhá. Đấy, khi mà các bác hàn ấy thì cái tia hàn của mình nó sẽ giúp cho các bác là tối đi. Đấy, cái tia hàn nó nhấp nháy là nó sẽ giúp cho các bác là che tối đi. Bỏ ra thì nó lại sáng, nôm na nó là như thế nhá. Nên mã giúp cho em đó là kính hàn điện tử này. Đấy, có dây đeo rất đàng hoàng. Giá thì đợt này thanh lý cho bác, giá chỉ còn 140.000 trong con kính hàn điện tử như này thôi. Lên cho em là kính hàn điện tử, giá sẽ là 140k nhá. 140.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn
đèn năng lượng 3 cánh nhá, giá sẽ là 190.000. Đó. 190.000 cho một con đèn năng lượng 3 cánh như này. Đấy. Ở đây thì sẽ là bao gồm là vít này, điều khiển này, một pin năng lượng này và một đèn thế này. Đấy. Con này thì ban đêm thì khi mà các bác cắm vào trong cái tấm pin thì ban đêm là nó sẽ sáng nhá. Đấy, ban ngày nó sẽ tắt. Đấy. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Nói chung là khá là sáng luôn. Thì rất là tiện cho các bác khi mà mình sử dụng nhá. Đó, có thể xoay đảo chiều như này. Đèn năng lượng 3 cánh, giá sẽ là 190.000 nhá. 190.000 cho con đèn năng lượng 3 cánh như này. Con này thì khi các bác dùng thì nó khá là tiện ích và vừa vặn. Đấy, có tấm pin năng lượng các bác cắm vào, có điều khiển trực tiếp đàng hoàng, đầy đủ các cái chi tiết đi kèm cho bác luôn. 190.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cước câu các bác này. Đây, cước câu đây. Đấy. Các bác lên cho em là cước câu nhá. Đấy, con này thì một quận như này. Chiều dài của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, khá là nhiều luôn. Cước này là cước 3 ly nhá, cước 3 ly. Rất là dài luôn các bạn này. Đấy. Cước siêu dài luôn các bạn. Đấy, siêu dài luôn, cá to cá nhỏ sơi được hết nhá. Lên cho em là cước 3 ly nhá, cước 3 ly. Giá thì lên cho em là cước câu giá sẽ là 20.000 nhá. 20k cho một cái quận cước câu như này thôi. Nói chung là thoải mái luôn, về nhà các bác sử dụng thoải mái luôn, không phải lăn tăn suy nghĩ gì cả. Một quận như này thì nói chung là dùng thì có mà dùng cả đời luôn các bạn, nhiều lắm. Đấy, lên cho em là cước câu, giá của nó sẽ là 20k cho một quận cước câu như này nhá. 20.000 cho một quận cước câu như này. Ừ, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một số cái mã về thuốc của Nhật các bác nhá, thuốc của Nhật. Đấy. Thì đầu tiên thì em về được một ít cái vòng đá như này. Thì hôm nay bên shop sẽ thanh lý xả kho tri ân cho các bác, cái giá cực kỳ là tốt luôn. Nó sẽ là 20.000 cho một chiếc như này. Và bác nào mà mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. Giá thanh lý tri ân cho các bác luôn, 20.000 cho một chiếc vòng đá như này thôi. Đấy, đây, rất là đẹp luôn. Vòng đá này thì giúp cho các bác là điều hòa huyết áp này, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Dây của nó là dây đa sợi và dây giãn nhá, các bác dùng cực kỳ là bền luôn. Nam nữ lớn bé già trẻ đều dùng được hết. Vòng đá màu đen rất là đẹp như này, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đang bán là 35.000, riêng hôm nay xả kho tri ân cho các bác. Đấy, coi như tặng quà cho các bác luôn. Giá sẽ là 20.000 cho một chiếc như này. Và mua 5 bên em sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Lên theo là vòng đá, giá sẽ là 20.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái thuốc trị hăm cho bé nhá. Thuốc trị hăm cho bé này, giá sẽ là 50.000 cho một típ như này. 50.000 cho một típ như này các bạn. Đấy. Thuốc trị hăm cho bé này. Đấy, đây. Nó sẽ là một cái dòng kem như này các bạn. Đấy, thì các em bé hay bị hăm này. Đấy, hăm nách, hăm háng đấy thì các bác bôi vào cho em. Đó. Giá sẽ là 50.000 cho một lọ thuốc trị hăm như này các bác nhá. Thuốc hăm cho bé này, giá sẽ là 50k này. Tiếp theo là cái thuốc trị bách biến này. Đấy, bạch biến nhá. Bạch biến. Giá của nó sẽ là 60k cho một lọ như này. 60k cho một lọ bạch biến như này các bác nhá. Đấy, lên cho em là bạch biến. Giá sẽ là 60.000. Con này thì các bác dùng. Con này thì đây các bác ví dụ như là trên người của các bác mà bị những cái mảng như là bị mảng loang này. Mảng loang trắng gọi là bị đột biến da hoặc là kích ứng da nó gây lên cái mảng loang như này. Thì các bác bôi vào cho em. Lên mã giúp cho em đó là bạch biến nhá. Đấy, thuốc bạch biến. Giá sẽ là 60.000 cho một típ như này. Lên cho em là thuốc bạch biến nhá. Bạch biến này. Đó. Bạch biến. Giá của nó sẽ là 60k một típ nhá. 60k trong típ bạch biến như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái thuốc trị đau đầu kinh niên nhá. Đấy, đau đầu kinh niên. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một típ như này. 90k cho một típ thuốc đau đầu kinh niên như này. Đấy, 90k một hộp như này. Thì để em xem nó là dạng viên hay là dạng đây, đấy, bóc ra. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này nhá. Có hướng dẫn sử dụng các thứ đâu vào đấy cho các bác hết luôn. Đó. Ở đây của nó thì sẽ là cái dạng gói như này các bác này, dạng gói như này. Đấy, nó sẽ là dạng gói như này. Một hộp này của nó thì nó được lên tới hàng thì của thương hiệu OTC nhá, OTC. Hàng thì cực kỳ là chất cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó là dòng thuốc nam, cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Dùng cực kỳ là an toàn luôn. Đây các bác này. Đấy. Đây. Dùng cực kỳ là an toàn luôn. Đây các bác này. Đấy, các bác bóc vào cho em. Nó sẽ là dòng thuốc nam như này các bác nhá. Thuốc nam như này. Đấy. Thì các bác uống trực tiếp cho em, uống trực tiếp cho em. Rất là an toàn luôn các bác nhá. Đó. Nó sẽ là dòng thuốc nam như này. Các bác uống trực tiếp cho em nhá. Đó, đây, các bác thấy chưa? Đó.
rất là cái quy cách đóng gói của nó cũng rất là nam dược luôn nhá, rất là nam dược luôn, thuốc nam dùng cực kỳ là an toàn luôn. Lên mã giúp cho em đó là thuốc trị đau đầu kinh niên nhá. Đấy, đau đầu kinh niên, một hộp này của nó thì cũng khá nhiều đấy, phải đến hàng trăm gói luôn, thì các bác dùng dần cho em đó, rất là tốt luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới một hộp là 100 gói nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho cái thuốc đau đầu kinh niên như này nhá. Bác nào chuyên bị đau đầu kinh niên thì dùng cái này cho em, 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái phụ khoa nhá. Đấy, nấm ngứa phụ khoa này. Cái này bao nhiêu đấy? Đây rồi. Nấm phụ khoa, giá của nó sẽ là 45.000 nhá. 45k cho một típ nấm phụ khoa như này. Lên cho em là nấm phụ khoa, giá sẽ là 45.000. Đấy. 45.000 cho một típ nấm phụ khoa như này. Đây. Đấy, nó sẽ là dòng thuốc kem bôi như này. Thì dành cho nữ các bác nhá, nấm phụ khoa. Dành cho cái này dành cho cả nam cả nữ đều ok hết nhá. Nấm phụ khoa đây, có cả nam cả nữ luôn. Đấy, thì các bác nào bị các cái bệnh về phụ khoa, viêm nhiễm, nấm ngứa các cái bộ phận sinh dục thì bôi cái này cho em. Nên cho em là nấm phụ khoa, giá của nó sẽ là 45.000 một típ nhá. 45k cho một típ nấm phụ khoa như này, 45.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái trị hắc lào long ben nấm ngứa nhá. Hắc lào long ben nấm ngứa, giá của nó sẽ là 25k một típ. Con này thì chuyên trị hắc lào long ben nấm ngứa rất là tốt luôn. Hắc lào long ben nấm ngứa, da, kẽ tay, kẽ chân, bôi cái này cho em. Hắc lào long ben nấm ngứa giá sẽ là 25.000. Em bán có khách lấy cả 10 típ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu say xe nhá. Dầu say xe, giá sẽ là 40.000. Thì bác nào chuyên bị say xe thì dùng cái này cho em. Đấy, chuyên bị say xe thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, dầu say xe thì các bác dùng để bôi này, lăn này, lăn này. Đấy, và các bác hít trực tiếp được, rất là tốt luôn. Đấy, dầu say xe nhá. Đi tàu đi xe mà các bác say xe thì dùng con này cho em. Lên cho em là dầu say xe, giá sẽ là 40.000 cho một lọ dầu say xe như này nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc bôi trĩ nhá, thuốc bôi trĩ. Đó, thì một hộp này của nó là dòng là bao nhiêu nhỉ? 30k cho một lọ thuốc bôi trĩ như này nhá, kem bôi trĩ này, kem bôi trĩ. Đấy, kem bôi trĩ thì giá của nó sẽ là 30.000. Dùng thì rất là tốt luôn, để co bối trĩ xa, bối trĩ, trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ ông, trĩ bà, trĩ trong, trĩ ngoài, các bác bôi được hết cho em nhé. Đấy, giúp cho các bác là co bối trĩ, đấy, làm co thành mạch, rất là tốt cho các bác luôn. Đó, các trĩ nội, trĩ ngoại dùng được hết nhé. Các bác cứ dùng cho em liệu trình là từ 3 đến 5 lọ là khỏi hẳn luôn. Giá sẽ là 30.000 cho một tip như này. Lên cho em là kem bối trĩ, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhá. Đấy, đau xương khớp. Lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Giá của nó cũng là 30.000 luôn. Xương khớp bọ cạp này. Con này thì độ nóng của nó rất là khỏe luôn, thì các bác có thể dùng là khi mà mình bị đau xương khớp này. Đấy, đau xương khớp, đau mỏi vai gáy thì dùng con này cho em. Đấy, thuốc trị đau xương khớp nhá. Giá của nó sẽ là 30k cho một típ như này. 30k cho một típ như này nhá. Xương khớp bọ cạp giá sẽ là 30.000 nhá. 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc nhỏ mắt nhá, thuốc nhỏ mắt. Một lọ này của nó thì nó sẽ là 30ml các bác nhá. Một lọ này của nó là 30ml. Các bác lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Lên cho em là thuốc nhỏ mắt, giá của nó sẽ là 60.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tiếp theo thì nó sẽ là cái lọ xịt giảm đau nhá. Lọ xịt giảm đau như này. Đấy, em gọi là xịt thôi chứ còn nó là thuộc cái dạng là lăn nhá. Các bác chỉ cần tháo ra như này thôi, tháo nắp ra này, ấn ấn như này là thuốc nó đã ra rồi nhá. Ấn này là thuốc nó ra rồi. Thì các bác dùng để mình lăn vào các cái bề mặt mà nó bị đau. Đấy, khớp hông vai cổ gáy này, hông vai cổ gáy. Lên cho em là xịt giảm đau, giá sẽ là 150.000 cho một lọ như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là uy tín luôn. Xịt giảm đau nhá. Hàng sách tay nội địa của Nhật cực kỳ uy tín luôn, chuyên trị giảm đau rất là tốt cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu gió của Singapore nhá. Hàng made in Singapore này, dầu gió Singapore. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 40.000 cho một lọ dầu gió như này.
Con này nếu các bác ra ngoài hiệu thuốc mà mua nhá, nó sẽ bán cho các bác cái giá tầm khoảng 70-80 nghìn. 70-80 nghìn. Nhám thì vỡ bố nữa. 70-80 nghìn nhá. Đó. Hàng này thì của nó sẽ là hàng của Mỹ các bác nhá. Hàng của Mỹ và sản xuất tại Singapore. Đây. Đấy, Singapore này các bác này. Đó, đây. Hàng này thì của nó xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đấy, xuất đi khá nhiều nước luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40 nghìn nhá. 45 à? 40 nghìn cho một lọ dầu gió Singapore như này. Lên cho em là dầu gió xanh nhá, dầu gió xanh. Đây. Đấy. Hàng thì rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây các bác này. Singapore này. Rồi USA các bác này. Đây, USA này. Đấy. Lên cho em là dầu gió xanh, giá sẽ là 40k. Đó. Bác nào lấy một vỉ của nó sẽ là 12 chai nhá. Một vỉ 12 chai thì 12 lọ giá sẽ là 450 nghìn một vỉ bao ship luôn. 450k cho 12 chai, 450 nghìn cho 12 lọ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xà phòng của Nhật nhá. Xà phòng của Nhật 40 nghìn. 40 nghìn trên một bánh nhá. 40 nghìn một bánh như này. Đấy, 40 nghìn một bánh. Có hai màu, màu xanh và màu hồng nhá. 40 nghìn một bánh. Đấy, lên mã giúp cho em đó là xà phòng Nhật nhá, xà phòng Nhật. Đó, bánh xà phòng. Giá lên cho em là bánh xà phòng nhá. 40 nghìn cho một bánh và mua một dây ba bánh như này thì giá sẽ là 110 nghìn nhá. Đấy, 110 nghìn cho một dây ba bánh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc. Đấy. Con này thì hàng made in Korea, hàng của Hàn Quốc dùng cực kỳ là nhạy luôn. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40k. Bác nào chuyên bị đau mỏi vai gáy, đau cổ, đau đốt sống lưng, đốt sống cổ rồi đau xương khớp dùng con này cho em, rất là nhạy luôn. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000, hàng chính hãng xách tay của Hàn Quốc luôn nhá. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40k cho một lọ như này. Đấy. Đau mỏi khớp, cổ chân, bắp chân, bắp tay rồi vai gáy dùng con này cho em rất là ok luôn. Đấy, chuyên trị đau mỏi vai gáy nhá. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một típ như này, 40.000 cho một típ này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng. Đấy, kem đánh răng của Nhật và của Hàn Quốc. Con của Nhật này thì nó sẽ là chuyên trị viêm liếu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Giá của nó sẽ là 60k một típ như này nhá. 180g, 180g. Con này chuyên trị viêm liếu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Con Hàn Quốc này thì chuyên trị các bác răng ố, răng vàng. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Đấy, 93% luôn. Và 120g nhá, hàng made in Korea, chuẩn sách tay Hàn Quốc luôn, made in Korea các bác này. Đó. Con này thì sẽ là 40k. Đấy, chuyên trị viêm liếu, viêm con này thì chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%, có hai màu, màu xanh, màu đỏ bên em gửi màu ngẫu nhiên. Tiếp theo thì sẽ là cái sản phẩm sâm của Hàn Quốc. Sâm của Hàn Quốc nhá. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu này. Đầu tiên là kẹo sâm. Gói này là nửa cân, 90.000 một gói nửa cân như này. Hàng thì của tập đoàn Samsung này, kết hợp với các cái công ty trồng sâm và khai thác sâm tự nhiên nhá. Đấy, đây các bác này. Hàng này. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn. Made in Korea. Giá sẽ là 90.000 cho một gói nhá. 90.000 cho một gói kẹo sâm như này, lên cho em là kẹo sâm. Giá của nó sẽ là 90k một gói nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái trà sâm nhá, trà sâm. Một hộp này của nó sẽ là 100 gói luôn, một hộp này 100 gói các bác này, một hộp này 100 gói. Đấy, một hộp 100 gói như này. Hàng thì cũng là hàng của Hàn Quốc, made in Korea. Đây, chuẩn Hàn Quốc cho các bác luôn, chuẩn Hàn Quốc luôn nhá. Đây, made in Korea này. Đó, chuẩn Hàn Quốc luôn, hộp 100 gói. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 220.000 và bao ship đến tận nhà. Hàng này của nó thì nó sẽ là thuộc cái dòng là sâm nguyên chất. Đấy, và các bác có thể hòa nước uống này hoặc là ăn trực tiếp được luôn. Bác nào chuyên bị ốm này, mệt này, đấy, sau sinh đẻ này, hoặc là vừa ốm dậy vừa mổ này, đấy, rồi là các bác đi tàu đi xe dùng cái này cho em rất là tốt nhá. Giúp cho các bác là tỉnh táo này, đấy, phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Sâm thì các bác biết rồi, nó là một cái loại dược phẩm cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá. Đấy, trà sâm giá sẽ là 220.000 cho một hộp như này, 100 gói luôn. Đấy, rất là nhiều các cái dưỡng chất đi kèm đây. 220.000, giá rất là ưu đãi cho các bác luôn.
Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái dầu gội phủ bạc, hàng nội địa của Nhật nhá. Đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật. Made in Japan quá này. Đấy, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Một lọ này của nó thì khá là nhiều luôn. 350 ml các bác nhá. 350 ml các bác này. Nếu mà đầu của nữ thì các bác có thể gội được cho em là trên dưới 10 lần, đầu của nam thì vào khoảng là 20 lần. Đấy. Một lọ như này, có sẵn lược luôn. Về nhà các bác chỉ cần là chiết nó ra. Đấy, không phải chiết mà các bác chỉ cần lắp lược vào đây cho em này. Sau đó thì mình bóp cái vòi này là nó sẽ tự đẩy ra này. Đấy, nó sẽ đẩy ra cho các bác này. Đấy, các bác không biết làm thì có thể là lên YouTube mình xem hướng dẫn cách gội dầu phủ bạc là ra. Đấy. Hàng Việt Nam cũng đã phải 200 mấy rồi. Đây mà hàng của Nhật như này mà giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. 280.000 nhá. Lên cho em là dầu gội phủ bạc 280k cho một lọ như này. 280.000 cho một lọ dầu gội phủ bạc như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phạm vấn nhé. Các bác xem kênh thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã đồng hồ đây. Một cái đồng hồ rất là đẹp luôn. Đó. Đồng hồ này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ 55 nhé. Đồng hồ 55. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ 55 nhá, đồng hồ 55 này. Đồng hồ 55, đấy, 55. Con này thì nó sử dụng bằng pin thôi. Giá sẽ là 170.000. 170.000 cho một con đồng hồ 55 như này. Con này thì nó là dòng sử dụng pin nhá, dòng sử dụng pin. Đấy, của thương hiệu SKMA này. Rất là đẹp luôn. Có lịch liếc các thứ đàng hoàng nhá. Rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, màu vàng gold rất là đẹp. Mặt của nó cũng rất là sang trọng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ 55 nhá. Đồng hồ 55. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 cho con đồng hồ 55 như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ các bác lên cho em là điện tử dây thép nhé. Đấy. Đồng hồ này thì nó sẽ là đồng hồ điện tử và dây của nó thì nó lại là thuộc dạng là dây thép. Đấy, có hai màu, con này thì có hai màu. Màu vàng và màu đen như này. Đấy. Lên cho em là đồng hồ điện tử dây thép nhá. Có hai màu, màu vàng và màu đen. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k nhá. Đấy, 100.000 thôi. Đấy. Lên cho em đó là 100k đồng hồ điện tử này. Điện tử dây thép nhá. Dây thép. Đấy, đồng hồ bằng điện tử nhưng mà nó lại là dây thép như này. Đấy. Điện tử và dây thép như này. Con này đeo thì rất là sang xịn mịn luôn. Đây. Khi các bác đeo vào thì nó rất là sang các bác này. Đấy. Nhỏ gọn như này các bác này. Rất đẹp luôn. Đó. Lên cho em là đồng hồ điện tử dây thép nhá. Đấy, nó này nó sẽ là dòng đồng hồ điện tử. Đấy, có lịch ngày tháng đầy đủ cho các bác luôn và chạy bằng số điện tử như này. Và dây của nó là dây thép nhá. Lên cho em là đồng hồ điện tử dây thép, giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con điện tử dây thép như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái lớp nguyên cái lớp túi bóng này. Về nhà các bác bóc ra cho em, túi bóng chống xước các bác bóc ra cho em nhá. Đồng hồ điện tử dây thép này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ đây con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ vuông nhá, đồng hồ vuông. Đấy, đồng hồ vuông như này. Lên cho em là đồng hồ vuông, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 thôi, 90k. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ vuông nhá. Đồng hồ vuông, đấy. Đồng hồ điện tử, con này thì cũng là điện tử thôi. Đấy, đây sẽ là điện tử như này. Thì lên cho em là đồng hồ điện tử vuông nhá, đồng hồ điện tử vuông. Giá sẽ là 90k nhá. 90.000 cho một con đồng hồ điện tử vuông như này. Đó, đây, rất đẹp không nhá. Giá thì chỉ có 90k thôi. Giá khá là hợp lý cho các bác luôn. 90k cho một con đồng hồ điện tử vuông như này các bác nhá. 90.000 một chiếc. Đó, lên cho em là đồng hồ điện tử vuông này. Đồng hồ điện tử vuông, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k một chiếc. Dây này của nó thì nó sẽ là bằng dây nhựa. Đấy, dây nhựa nhá. Đấy, còn con này thì nó sẽ là đồng hồ điện tử và dây của nó thì là dây thép không gỉ nhá. Dây thép không gỉ, con này là 100. Còn con này thì dây nhựa và giá của nó sẽ là 90.000, 90.000. Ngoài ra thì bên shop có cái mã đồng hồ thể thao con này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao. Con này thì
bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này, 80k cho một con đồng hồ thể thao như này nhá, cũng rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao, giá sẽ là 80k một chiếc nhá, 80k cho một con đồng hồ thể thao như này. Lên cho em là đồng hồ thể thao, giá của nó sẽ là 80.000 các bạn, 80.000, có đèn các bác này, đèn điếc các thứ đàng hoàng, rất là ngon lành cho các bác luôn. Lên cho em là đồng hồ thể thao nhá, đây đèn sáng của đây, giá sẽ là 80k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi này. Đấy, các bác lên cho em là tỉa lông mũi nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k cho một cái tỉa lông mũi này thôi. Giá thanh lý cho các bác 30.000 một chiếc nhá, 30.000 cho một chiếc tỉa lông mũi như này. Hàng bằng inox 304, đẹp sáng bóng cho các bác luôn, 30.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái nó sẽ là cái giấy lau bếp nhá. Giấy lau bếp một bịch này của nó thì sẽ là 30.000. 30.000 cho một bịch giấy lau bếp như này. 30k cho một bịch giấy lau bếp này, 80 tờ luôn. Tha hồ cho các bác thoải mái lau nhá. Giấy lau bếp 30.000 này. Đó. Nó sẽ là thuộc dòng là giấy ướt và có sẵn các cái xà bông và chất tẩy rửa đó. Đấy. Lau bếp và có sẵn xà bông chất tẩy rửa đâu. Các bác chỉ việc là mình sử dụng thôi. Đây. Đấy các bác này. Đấy, các bạn thấy không, em lau cái vết mực này mà nó viết mà nó còn sạch luôn này các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa, đó, lau sạch luôn. Con này thì nó đã có sẵn cái tẩy rửa rồi cho nên là mình dùng nó rất là thích nhá, có xà bông có chất tẩy rửa luôn, thì các bác lau vết mỡ rồi vết dầu bám các thứ rất là ok nhá. Lên cho em là khăn lau bếp 30.000. tiếp theo thì em lên cho các bác cái sáp ô tô nhá, sáp ô tô như này, giá của nó sẽ là bao tiền cái sáp ô tô rồi đấy, giá của nó sẽ là 40.000 thôi nhá, 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này. Hàng này của nó thì rất là thơm luôn, 40k nhá. Lên cho em là sáp ô tô, giá của nó sẽ là 40k. Có hai màu này. Đấy, có hai màu như này. Đây, các em về thì lô này nó sẽ có hai màu nhá. Thì các bác để trên ô tô rất là thơm luôn, để ô tô này phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách rất là ok. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con lăn bụi nhá, con lăn bụi như này. Đấy, đây. Các bác có thể tháo ra. Đó, và đây nó sẽ là một cái dòng con lăn và nó giúp cho các bác là lăn bụi rất là tốt luôn. Đấy, lăn các cái vết bụi bám rất là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là cái con lăn bụi này bao nhiêu đấy? 25.000 cho một bộ nhá, 25.000 cho một bộ. Một bộ thì các bác sẽ được tặng kèm thêm 2 miếng con lăn này nữa, và mỗi con lăn này là 100 miếng luôn. 100 miếng các bác cứ bóc ra sau đó thì mình lăn là bụi bẩn nó sẽ bám ở đây rất sạch sẽ luôn. Con lăn bụi giá sẽ là 25k nhá. 25k cho con lăn bụi nha. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đây. Nó sẽ là cái máy hút chân không nhá, máy hút chân không. Thì có sẵn cả máy cả túi bóng cho các bác luôn. Đấy, giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Giá rất hợp lý cho bác rồi nhá. Cái này thì các bác dùng để mình hút chân không túi đồ ăn đồ yếc mình hút, mình bỏ vào tủ lạnh rất là tốt luôn. Máy hút chân không nhá. Cái máy hút chân không này bao nhiêu đấy? Lên cho em là máy hút chân không này. Máy hút chân không. Lên cho em là máy hút chân không, giá sẽ là 85k nhá. 85k cho một con máy hút chân không nha. Rồi ok. Tôi chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy. Thì hôm nay bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng mới. Em lên cho các bác một số cái mã đồ thiết bị vệ sinh thôi nhá. Đấy, thiết bị vệ sinh. Đầu tiên đó là cái mã sen cây nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 1.350.000. Con này thì các bác lên cho em là sen cây 1.350.000. Con này thì yêu cầu các bác phải cọc trước thì bên em mới đi đơn nhá. Cọc trước thì bên em mới đi đơn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen cây này. Sen cây 1.350.000. Cọc trước cho em 200 nhá. Con này nó sẽ là hàng cồng kềnh nên là cọc 200k. Đấy, 1.350.000 bao ship, cọc trước 200.000. Đấy, đây nguyên cái củ này của nó đã nặng vào khoảng là nguyên cái củ này nặng vào khoảng là trên dưới 2 cân này các bác nhá. Nguyên cái củ gật gù này nó vào khoảng là 2 cân 3 đến 2 cân rưỡi nhá. 2,3 đến 2,5 cho cái củ gật gù như này. Đấy, đây là cái củ gật gù của nó này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là các cái tay sen này, đây, cái tay sen này các bạn. Tay sen đây. Đấy, đây là cái tay sen của nó các bác này. Đấy, đây là cái tay sen của nó này. Tay sen này thì về nhà các bác lắp vào thêm này. Đây là dây vòi vệ sinh này. Đấy, các cái đầu kết nối đều bằng đồng hết này. Dây vòi sen này. Đấy. Và cái đi kèm cho các bác là cái bát sen của nó đây. Ở đây
Đấy, bộ sản phẩm của nó sẽ là một bát sen cầm tay và một bát sen to này. Đấy. Một bát cầm tay và một bát to như này. Đây là bát cầm tay này. Đấy, bát cầm tay của nó bằng inox hết này, bát cầm tay inox hết. Đấy, và một cái bát to như này nữa này. Đấy. Một cái bát to. Con này thì về nhà các bác bóc cho em cái dây bóng xanh này đi nhá. Đấy, bóc cho em cái dây bóng xanh này đi này. Đấy, đây. Sáng bóng đẹp luôn các bác này. Đấy. Bóc cho em cái dây bóng xanh này ra. Đó. Đây là chống xước. Nó sẽ có cho các bác là 8864 cái giọt nước như này. Đấy, các bác xả ra mình tắm. Đó. Thì bao gồm là một sen tay, một bát sen to nhá. Và một củ như này. Một củ như này. Đấy, một củ như này. Đấy, đây em sẽ lắp đặt vào cho các bác xem cho nó trực quan sinh động luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 1.350.000. 1.350.000. Đầu tiên thì các bác để cái cây này lên cho em này. Đấy, để cái cây này lên này. Lắp cái củ này vào đây này. Đấy. Lắp cái củ này vào đây. Đây. Đấy, lắp cái củ này vào đây. Đấy, lắp cái củ này vào đây. Và đây là cái bát của nó này, bát của nó này. Đấy. Đây là bát, còn đây là cái sen tay này. Đấy. Combo cho các bác luôn, một cái sen cây chất lượng như này nhá. Một cái sen cây chất lượng như này. Giá sẽ là 1.350.000. Nguyên con củ này nặng trên dưới 2 cân nhá, trên dưới 2 cân, hàng inox 304 không bắt 500. Đó, sen cây nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đầu tiên nó sẽ là cái đây, con này nó sẽ là một cái vòi lavabo nhá. Vòi lavabo giá sẽ là 420.000. Đây. Đấy, cái vòi này nó sẽ là cái vòi lắp vào chậu rửa mặt đấy, lắp vào chậu rửa mặt. Thì bên em gọi nó sẽ là lấy cả cái một hai vòi ra đây, cam xanh nhấc lấy hết luôn, cái gì liên quan nước đấy này. Đấy, vòi lavabo, con này nó sẽ là 420.000, hàng của thương hiệu Osaka Japan nhé, Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật hết nhá. Đấy. Cả con sen cây này cũng là Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật hết này. Đấy. Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật hết nhá. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Đó, đây. Con này cũng là Osaka Japan, hàng mạ chrome sáng bóng nhá. Đó. Con này thì các bác lên cho em là các bác lên mã giúp cho em đó là vòi lavabo nhá. Vòi lavabo, con này thì nó sẽ có cho các bác là đây, hai chân nước như này bằng đồng hết này. Hai chân nước như này bằng đồng hết này. Đấy. Thì con này thì nó chia ra làm hai nguồn nước nóng lạnh các bác nhá, hai nguồn nước nóng lạnh cho các bác luôn. Đó. Hai nguồn nước nóng lạnh rất là tiện luôn, hàng thì cực kỳ chất lượng này. Đấy, kết nối bằng đồng hết này. Lên cho em là vòi lavabo. Vòi lavabo con này sẽ là 420.000 nhá. 420.000 cho con lavabo như này các bác này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái này là củ nóng lạnh này, củ nóng lạnh. Đấy, cái này thì về nhà các bác lắp vào tường này hoặc là lắp vào chậu rửa này. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, các cái đầu kết nối đều bằng đồng hết này. Đấy, kết nối đều bằng đồng đỏ ao hết luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con củ nóng lạnh như này. Giá của nó sẽ là 450.000 nhá. Lên cho em là củ nóng lạnh. Giá sẽ là 450.000. Nó sẽ có phụ kiện đi kèm các bác luôn. Có cái phụ kiện đi kèm này các bác này. Đấy, có các cái phụ kiện đi kèm như này để các bác lắp vào tường cho em, giòn giếc rồi ốp biếc đầy đủ cho các bác luôn nhá. Có phụ kiện đi kèm. Các bác lên mã giúp cho em đó là củ nóng lạnh nhá, củ nóng lạnh. Con này thì nó sẽ chia ra làm hai đường nóng lạnh và có thêm cho các bác là một cái chân như này để các bác bắt vòi sen bắp sen chậu rửa bắp lắp cái lắp cái bát sen vào đây, lắp cái bát sen này vào đây các bác này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là cái này là sen cao su vòi. Lên mã giúp cho em đó là củ nóng lạnh nhá, củ nóng lạnh. Giá sẽ là lên mã giúp cho em đó là củ nóng lạnh nhá. Củ nóng lạnh giá sẽ là 450.000. Đó, 450.000 cho cái củ nóng lạnh như này. Đấy thì các bác phân biệt giúp cho em nhá. Đấy. Cái con lavabo này là để lắp cho chậu rửa mặt này, lắp vào chậu rửa mặt. Đấy. Lắp vào chậu rửa mặt, còn con này là các bác lắp treo lên tường đấy để vào nóng lạnh. Đấy, hoặc là bác nào chậu rửa mà thiết kế theo kiểu là lắp sẵn thì cũng được, cũng ok. Đấy. Nôm na là một con là lắp được vòi sen, còn một con là không lắp được vòi sen các bác nhá. Đấy. Còn của nó thì nó đều là hai đường nước hết như này, hai đường nước hết này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi. Các bác lên mã giúp cho em đó là cái này là cái vòi gì đây? Chậu rửa inox à? Đây nó sẽ làm cái mã vòi chậu rửa các bác nhá. Vòi chậu rửa như này. Đấy, hàng đều là hàng của Nhật hết này, Osaka Japan. Lên mã giúp cho em đó là vòi chậu rửa cứng nhá. Đấy, vòi chậu rửa cứng. Đấy, vòi chậu rửa cứng giá sẽ là 200 vòi chậu rửa cứng có chân chiếc hẳn hoi. Đấy, có chân chiếc như này. 280.000 thì cái vòi chậu rửa cứng như này nhá. Lên cho em là vòi chậu rửa cứng. Giá sẽ là 280.000. Con này nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mà mua nó phải bán cho các bác có tầm khoảng 4-500.
hàng rất nặng luôn, dày dẫn chắc chắn, inox 304 sáng bóng đẹp, vòi chậu rửa cứng nhá, giá của nó sẽ là 280.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi tay đen nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là vòi tay đen này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 330.000 cho cái vòi tay đen như này. Đấy. 330.000 cho cái vòi tay đen như này nhá. Con này thì cũng là lắp vào chậu rửa bát. Cũng có hai đường nước nóng lạnh nhá, hai đường nước nóng lạnh hết này, hai đường nước nóng lạnh hết. Và con này thì ưu điểm của nó là nó có thể ngoắt nhéo đảo chiều được và có thể chỉnh vòi nước ở đây. Đấy, lên mã giúp cho em đó là vòi tay đen. Cái tay của nó màu đen như này. Hàng rất chất lượng luôn. Lên mã vòi tay đen 330.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 330k cho mã vòi tay đen như này. Xoay 360 độ này. Có ngoắt nhéo này, có ngoắt nhéo này. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là vòi tay đen mềm nhá. Tay đen mềm giá sẽ là 380.000. Đấy, phần kết nối của nó này đều bằng đồng hết này. Đồng đỏ au luôn. Đó. Có dây cáp kết nối, dây cũng bằng đồng hết này. Dây 100% dây đồng hết này, các bác thấy chưa? Đó, dây cáp kết nối như này. Lên mã giúp em đó là vòi tay đen. Con này thì giá của nó sẽ là 330.000 nhá. 330.000 cho con vòi tay đen. Con này nó thì cũng có hai đường nước nhá. Đấy, lên cho em là vòi chậu rửa cứng nhá. Vòi chậu rửa cứng giá sẽ là 280.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi vuông nhá, vòi vuông. Con này thì lắp vào chậu rửa mặt các bạn. Đấy, vòi vuông lắp vào chậu rửa mặt đây. Một cái cáp nguồn này. Đấy, một cái một cáp nguồn này. Rồi. Tiếp theo là sẽ có cho các bác là một cái vòi tay vuông như này. Con này là bằng inox M nhá. Đấy, bằng inox 304M này. Đấy. Osaka Japan con này, Osaka Japan. Đấy, inox 304M. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một vòi như này. Con này thì có lên cho em là vòi vuông nhá. Đấy, vòi vuông. Vòi vuông. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá. Con này thì các bác lắp vào cái chậu rửa mặt thì rất là đẹp luôn. Vừa bạn xinh xắn, inox mà không sợ bị hỏng nhá. Không sợ bị hỏng, không sợ bị ố rồi bị han gì quá nhá. Đó. Lên cho em là vòi vuông giá sẽ là 330.000 nhá. 330.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi xịt vệ sinh nhá. Vòi xịt vệ sinh giá sẽ là 90.000. Đấy, bao gồm cho các bác là cả vòi, cả dây, cả giá đỡ luôn. Đấy, vòi xịt vệ sinh, cả vòi, cả dây, cả giá đỡ như này. Đấy. Cả vòi dây giá đỡ ốc yếc các thứ đàng hoàng luôn. Vòi dây giá đỡ ốc vít đàng hoàng đầy đủ cho các bác. Combo cho bác về nhà các bác lắp vào cái này vào cho em. Đó, lắp vào đây. Đó. Thì bao gồm cho các bác là dây vào khoảng từ 1m đến 1m2, một đầu vòi xịt inox 304 xịt cực mạnh luôn. Đó, và một giá đỡ như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là vòi xịt vệ sinh nhá. Vòi xịt vệ sinh. Giá sẽ là 90k. Con này chuyên dùng cho xịt vệ sinh nhá. Giá sẽ là 90.000 cái vòi xịt vệ sinh như này. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác một cái vòi đó là cái vòi cam xanh nhá. Đấy, vòi cam xanh. Con này thì giá sẽ là 50.000 cái vòi cam xanh như này. Sẽ có cho các bác là hai màu, màu cam và màu xanh, chia ra làm hai đường nước này. Đấy, chia ra làm hai đường nước. Nó sẽ là màu cam và màu xanh nhá. Màu cam, màu xanh chia ra làm hai đường nước như này. Đấy, đây, hai đường nước như này có gen xoáy đàng hoàng. Và con này thì có thể gen để các bác kết nối với các cái đầu dây khác. Cho nên là bên em lên nó là vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. 50.000 cho cái vòi cam xanh như này. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho cái vòi cam xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vòi đơn này. Vòi đơn. Giá con này thì cũng là 50.000 luôn. Đấy, vòi đơn bằng inox 304 như này. Con này sẽ là 50.000 cho cái vòi đơn như này nhá. Vòi đơn inox 304 cũng có gen xoáy như này. Tháo ra luôn. Đấy, inox 304 có gen xoáy như này. Đấy, và giá sẽ là 50.000 nhá. Lên cho em là vòi đơn này, giá sẽ là 50.000. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái vòi đôi này. Giá của nó sẽ là đây. Con này thì các bác lên cho em là vòi đôi, giá sẽ là 65.000. Đấy. Một con là 50.000. Con này hai chân ra nước thì nó sẽ là 65.000 nhá, chia ra làm hai đường nước luôn. Đó. Thì các bác có thể lấy con vòi đơn hoặc vòi đôi tùy theo nhu cầu của các bác. Hàng inox 304 sáng bóng đẹp và cái giá rất là hợp lý luôn. Cái đầu cái vòi nước này thì nhà bác nào cũng phải dùng rồi. Đấy, cái hai vòi này rất là tiện này, các bác có thể dùng một vòi để mình dùng cho ống nước vào đây để mình xả ra mình tưới cây tưới cối. Đấy, một vòi là xả lấy nước rửa nhá. Đấy. Vòi đôi này thì sẽ là 65.000 nhá. Vòi đôi 65.000. Đấy. Còn con này là vòi đơn nhá, vòi đơn 50.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là hai cái bộ sen. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là đầu tiên nó sẽ là cái sen quạt thế này. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá, sen quạt tăng áp.
Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy, sen quạt tăng áp giá của nó sẽ là 90.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp như này. Đấy, bao gồm là một vòi sen như này nhá. Đấy, một vòi sen như này, một dây. Đấy, một sen một dây. Có dây thì dài khoảng từ 1,2 m đến 1,5 m này. Đấy, dây của nó sẽ là dây chống rối nhá. Dây chống rối siêu mềm như này. Dây chống rối các bác này. Đấy, dây rất là ngon luôn. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là đóng ngắt trên tay như này nhá. Đóng ngắt trên tay, điều chỉnh tăng giảm áp lực nước. Đấy, và có ngoặt nghéo này, đầy đủ cho bác luôn. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Đây, máy giúp cho em đó là sen quạt tăng áp nhá. Giá sẽ là 90k cho một con sen quạt tăng áp như này. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000. Đó. 90.000 thôi. Giá cực kỳ hấp dẫn cho anh em các bác xem và mua luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái mã nữa. Đó là cái sen cao su. Giá sẽ là 80.000 cho cái sen cao su như này nhá. Sen cao su giá sẽ là 80.000. Cũng bao gồm cho các bác là một dây chống rối này, một vòi sen như này, một vòi sen như này, và có tăng chỉnh các chế độ này. Đấy, có đóng ngắt trên tay này, và có cả cho các bác là cái đầu cao su như này. Khi các bác tắm thì mình đưa vào đây mình kỳ luôn. Đấy, mình kỳ luôn như này. Đấy, mình ngắt nước đi này, ngắt nước đi kỳ này, cho đó mình bóp ra luôn. Đấy, rất tiện này. Đóng ngắt trên tay như này. Lên mã giúp em đó là sen cao su nhá. Giá của nó thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con vòi sen cao su như này giá chỉ có 80.000 thôi. Lên cho em là sen cao su này, sen cao su 80.000 cho một cái bộ vòi sen cao su như này, 80.000. 80.000 các bác nhá. Làm anh điện thoại. Tiếp theo thì điện thoại anh. Lên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Đấy, nhà bác nào cũng phải dùng cái phao nước này hết này. Bây giờ các bác đừng dùng cái phao cơ kia, nó rất là lằng ngoằng phức tạp, khó dùng. Dùng con phao nước này rất là tiện luôn. Các bác chỉ cần là cho nước ngập lên 1 cm là nó sẽ tự ngắt nhá. Lên cho em là phao nước. Giá thì bên shop đang bao nhiêu nhỉ? Con này đã lên cho em là phao nước nhá. Giá đang bán 70.000, đợt này về cho bác giá thì còn là 60k cho con phao nước thôi. Đấy, này về nhà thì các bác lắp vào đầu nguồn nước cho em. Đấy, nước xả này. Đấy, ngập 1 cm là nó sẽ tự ngắt này, rất tiện luôn nhá. Cứ ngập 1 cm là tự ngắt, rất là tiện đó. Lên mã giúp cho em là phao nước. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi bạc xoay 360 độ nhá. Đấy, đây nó sẽ làm con vòi như này. Đấy, xoay 360 độ luôn. Đấy, giá sẽ là 80.000 cho một con vòi bạc xoay 360 độ như này, 80k nhá. Lên cho em là vòi bạc xoay 360 độ. Con này thì dùng rất là tiện luôn. Vòi bạc xoay 360 độ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Vòi bạc xoay 360 độ. Các bác, nó sẽ làm cái vòi nước như này các bác này. Đấy, các bác lắp vào cho em này. Đấy, lắp vào cho em. Xoay 360 độ luôn. Rất tuyệt vời các bác nhá. Đó, đánh răng rửa mặt ok hết. Đánh răng rửa mặt gội đầu. Đó, rất ngon lành luôn. Đấy, bên này thì họ bán đồ bằng nhựa nhưng mà của em là bằng thép luôn nhá, bằng thép luôn, rất tiện ích. Giá sẽ là 80.000 cho cái vòi xoay 360 độ này. Lên cho em là vòi bạc rồi ok.